chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn suyệt, đừng nói, đừng nói, chúng nó đến rồi. Sắc mặt mục khâu trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng mờ mịt. Trấn Minh Hồ, từ khi nào biến thành nhiệm vụ cấp S rồi? Thứ bảy, 11 giờ trưa, Trương Nguyên Thanh ngáp rời giường, mắt lèm nhèm buồn ngủ. Từ lúc trở thành thần dạ du, hắn ban đêm không ngủ, hàng đêm chơi game, ban ngày không có tinh thần, không ngừng mệt dã rời ngủ gà ngủ gật. Từ sau buổi tối ngày đó hỏi Linh, đã trôi qua hai ngày, Lý Đông Trạch và Quan Nhã liên tiếp ra ngoài, tham dự đến trong hành động điều tra hắc vô thường và cấp dưới của hắn. Điều này làm huấn luyện võ thuật chiến đấu của Trương Nguyên Thanh trì hoãn. Vốn, dựa theo Lý Đông Trạch quy hoạch, kế tiếp nên do Quan Nhã huấn luyện võ thuật chiến đấu cho Nguyên Thủy, lấy tố chất thân thể thần dạ du, trong thời gian ngắn võ thuật chiến đấu nhập môn không khó. Nhưng bởi vì sự kiện chén thánh và danh sách, chỉ có thể kéo lùi lại, dù sao nhân viên đội 2 khẩn trương. Trương Nguyên Thanh từng hỏi Lý Đông Trạch mấy đồng đội chưa bao giờ lộ mặt kia, nhưng sắc mặt đội trưởng nhất thời trở nên mất tự nhiên, như có bí ẩn khó nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết nghĩ cho người khác liền không tiếp tục truy hỏi. Mặt khác, Phương Thiên của chỉ sát cùng đáp ứng trở thành người cung cấp thông tin của hắn, phối hợp ra ngoài dữ liệu, rất có giác ngộ. Bởi vì sự kiện u hướng vinh, Đại học Tùng Hải quản lý lập tức nghiêm khắc hẳn lên, nhà trường không cho phép sinh viên trọ ở trường ra ngoài ban đêm, cho nên chuyện quan hệ hữu nghị cũng gác lại. Sau khi rửa giấy đơn giản, bà ngoại còn chưa làm xong cơm trưa, Trương Nguyên Thanh về phòng, bắt đầu chơi với anh Linh. Giờ phút này, hắn đang thu xếp chọn đồ vật đoán tương lai cho tiểu đậu bỉ, sau khi kinh nghiệm qua 50%, độ tinh khiết cùng nồng độ của lực thái âm đều được tăng phúc, sau đó hắn phát hiện, anh Linh được lực thái âm tẩm bổ, trí lực có chút tăng lên. Trương Nguyên Thanh bày sách giáo khoa ở quanh anh Linh mũm mĩm đáng yêu, bên trái là toán học, bên phải là ngữ văn, trước sau là tiếng Anh cùng vật lý. Chủ nhân của mày tài trí hơn người, học thức uyên bác, mày cũng không thể tụt lại, chọn một cái đi." Tiểu Đậu bĩ mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhưng đầu suy tư hồi lâu, rốt cuộc hiểu ý tứ Trương Nguyên Thanh, sau đó nó nhanh chóng hoạt động tứ chi, bò về phía sách giáo khoa vật lý. Ô, là đứa nhỏ có tiền đồ." Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh vừa nở ra nụ cười, liền thấy đứa nhỏ vượt qua sách giáo khoa vật lý, ôm lấy máy chơi game VS5, bởi vì không thể chạm đến thực thể, nó ngã bịch xuống. "Thứ không có tiền đồ" căn bản không giống tao trương nguyên thanh tức giận phê bình lúc tao lớn như mày đã trong bảy bước làm được thơ rồi ai hắn thất vọng thở dài muốn tăng lên trí lực của anh linh bồi dưỡng nó thành tài phải nắm giữ kỹ năng dưỡng quỷ của thần dạ du vậy thì phải thăng cấp tính thời gian nhiệm vụ linh cảnh lần thứ hai cũng sắp tới rồi ăn xong bữa trưa trương nguyên thanh đi vào phòng ngủ rót nước sôi nóng vào trong chén trà mở tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc màu trắng thật là trong khoảng thời gian này bận quá, quên uống thuốc, cũng chậm hơn thời hạn hai ngày. Hắn vừa nói thầm, vừa nghiêng lọ thuốc, đổ vào lòng bàn tay mấy viên thuốc nhỏ. Đột nhiên, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, đúng vậy, mình đã trễ hai ngày, vì sao bệnh cũ chưa tái phát. Bệnh tình của mình rõ ràng càng ngày càng nghiêm trọng, tần suất phát bệnh sẽ chỉ càng nhanh hơn, không có khả năng tới muộn nha. Là vì mình đã trở thành thần dạ du, tố chất thân thể thay đổi. Nói tới, mình sau khi tấn thăng thần dạ du, còn chưa từng phát bệnh chẳng lẽ là khỏi rồi hắn vui sướng một phen lại không dám xác định vì thế tính thử một lần hít sâu một hơi nhắm mắt ở trong đầu nhớ lại khuôn mặt mơ hồ của cha không biết qua bao lâu trái tim hắn phành một tiếng trí nhớ sôi trào đủ loại tạp âm chút vào trong đầu các loại hình ảnh tan vỡ sống lại nhưng ở ngay sau đó tạp âm trở nên có trật tự hình ảnh không tan vỡ nữa không không phải thanh âm và hình ảnh trở nên có trật tự mà là năng lực xử lý tin tức của đầu óc tăng cường. Hắn nghe thấy cậu ở trong phòng khách nhà mình nhảy múa, nhạc nền là bánh rán trái cây. Mở ở phòng ngủ xem phim, thỉnh thoảng thầm oán một câu, ồn quá, nhỏ giọng chút. Nhà bếp là tiếng bà ngoại rửa chén, giường dưới lầu ở vang kéo kẹt kéo kẹt, thông qua tiếng va chạm phân tích, Trương Nguyên Thanh dám tự hào kết luận, nữ chủ nhân là nằm úp sấp. Đầu óc xử lý tin tức còn đang tiếp tục, trên người quan nhã luôn có sự tự tin khó nói, mà đội trưởng đối với chị ấy tựa như rất khách khí, khác với đối đãi mình cùng Vương Thái. Khi mình đề cập mấy đội viên kia, vẻ mặt trên mặt đội trưởng là xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Thái độ nhạc sĩ Vương Thiên chuyển biến có chút vấn đề, hắn ngày hôm qua đối với mình là không thèm để ý. chương 110, biến cố cùng bệnh cũ 2. Tiểu đậu bị đối với gì trẻ có thân cận đặc thù, gì trẻ, gì trẻ. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, trạng thái huyền ảo vô cùng của Trương Nguyên Thanh nháy mắt bị đánh vỡ đi thôi đi cùng gì tới trung tâm mua sắm đi giang ngọc nhị nũng nịu nói cô hôm nay mặc là váy xếp ly liền tất dày màu trắng áo đơn rộng màu lam nhạt bởi vì diện mạo ngọt ngào đáng yêu thoạt nhìn rất tươi tắn rất nhu thuận giang ngọc nhị có thể trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trên thị trường xem mắt bề ngoài nhu thuận này là nguyên nhân chủ yếu đàn ông tự tin cảm thấy cô gái xinh đẹp nhu thuận dễ khống chế đàn ông tự ti cũng sẽ cảm thấy mỹ nữ như vậy ở chung áp lực không lớn Trương Nguyên Thanh ngẩn ra nhìn gì trẻ, trong mũi bỗng nhiên phun ra hai dòng màu ấm áp. Sân bay Tùng Hải, bãi đỗ xe trong lòng đất, Phó Thanh Dương ngồi ở trong xe MPV chờ đợi hồi lâu, cao mày gọi điện thoại di động cho trợ lý. Sau khi điện thoại kết nối, giọng hắn trầm thấp hỏi. Sao còn chưa đi ra? Hắn là tới đón, chuyến bay sớm ở một giờ trước đã hạ cánh, nhưng trợ lý đến bây giờ còn chưa dẫn người đi ra. Phó Bách phu trưởng thời gian quý giá, sao có thể lãng phí ở trên loại việc nhỏ này? Bách phu trưởng, hắn, trợ lý hạ giọng, nói, hắn đã bắt cặp với một mỹ nữ, ở lì trong sân bay không chịu đi, nói muốn trao đổi cảm tình. Gân xanh trên trán phó thanh dương giật giật, nói, nói cho hắn, là tự hắn đi ra, hay là tôi đi vào lôi hắn ra. Trợ lý bên kia vâng dạ, sau đó cúp điện thoại. Vài phút sau, trợ lý dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đi vào bãi đỗ xe trong lòng đất, đi về phía xe MPV. Người trẻ tuổi này mặc quần dài rộng thùng thình màu trắng, áo đơn màu lam nhạt, khi bước đi tay áo tung bay, cực kỳ phiêu giật. Hắn ngũ quan tuấn tú, mắt cười mỉm nheo nheo, có một sự lười biếng xâm nhập trong xương tủy. Thân hòa, lười biếng, vô hại, đây là ấn tượng người trẻ tuổi cho người ta. Phó Thanh Dương lạnh như băng nói, không hổ là hoa công tử, đi đến chỗ nào cũng có cô gái lao đầu vào lòng. Vị hoa công tử nổi danh ngang với hắn này, người cũng như tên, là công tử đào hoa không hơn không kém, cha hắn là thái nhất môn chủ, gia thế hiển hách, cộng thêm bản thân thiên phú xuất chúng, oanh oanh yến yến quay chung quanh ở bên người hắn nhiều đếm không xuể. Nếu là đơn thuần hảo sắc, đương nhiên không đủ để đặt song song với Phó Thanh Dương, người này được gọi trạch đi là Hoa Công Tử, là vì hắn rất hiểu phụ nữ, danh tiếng rất tốt trong giới nữ. Đối mặt trào phúng, Linh Quân nheo mắt mỉm cười, đừng nói thô tục như vậy, mỹ nhân là tác phẩm nghệ thuật, cần tinh tế thưởng thức chậm rãi tìm hiểu, mới có thể khai quật ra vẻ đẹp của các nàng, đây là phong nhã. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, bởi vì cậu phong nhã, đã lãng phí của tôi một giờ, chậm trễ chính sự. Anh Thanh Dương, cuộc đời đâu không phải chỉ có sự nghiệp, còn có rất nhiều tốt đẹp đáng giá khai quật. Linh Quân cười híp mắt nói, chuyện phán quan mắt quỷ tôi đã biết được, sẽ toàn lực giúp đỡ anh. Cha cực kỳ để ý đối với cái chết của phán quan mắt quỷ. Vì sao? Phó Thanh Dương nhìn hắn, thời gian cái chết của người này cùng ma quân rất gần, cha hoài nghi giữa hai bên tồn tại liên hệ, Môn chủ vì sao chấp nhất với cái chết của ma quân, chấp nhất vào tìm kiếm truyền nhân ma quân. Bởi vì trước khi ma quân chết, đã để lại ở trong thẻ nhân vật một thứ rất quan trọng. Cái gì vậy, tôi chỉ có thể nói cho anh, thứ đó đại biểu cho trung cực, đại biểu cho bản chất của linh cảnh. Trung tâm thương mại nhuận phát, quán trà sữa. Trương Nguyên thanh sách bao lớn bao nhỏ túi mua sắm vào ngồi, bưng lên ly thủy tinh, hung hăng hút một hơi trà sữa có thả đá, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Nhất thời cảm giác cả người sống lại. Cùng gì trẻ đi dạo trung tâm mua sắm mệt nhất không phải thân thể, mà là dày vò đến từ trên tinh thần. Cũng may các chị em trẻ tuổi dáng người đẹp, có thể hóa giải loại mỏi mệt này, Trương Nguyên Thanh uống trà sữa, tâm tình rất không tệ. Hắn xác nhận một sự kiện, quái bệnh của mình đã được giảm bớt hữu hiệu. Trừ tần suất phát bệnh giảm đi, hắn chủ động kích phát bệnh cũ cũng trở nên càng thêm dễ dàng, một điểm quan trọng nhất là đau đầu, chảy máu mũi các bệnh trạng sau khi phát bệnh giảm bớt. Có lẽ về sau, hắn có thể tự do khống chế trạng thái sức mạnh bộ não sôi trào, vậy viết luận văn liền dùng để vương thái đến hỗ trợ, hề hề. Không, như vậy quá mức không có tiền đồ, Trương Nguyên Thanh đuổi khỏi đầu ý nghĩ mê người này, ai, tiền lương tháng này không đủ tiêu rồi, Dì trẻ cảm khái nói, Trương Nguyên Thanh lường cô một cái, khinh thường nói, gì có khi nào tiền lương đủ tiêu, gì tiêu đều là tiền ông ngoại bà ngoại. Trương 111, Phạm Vi mở rộng một Dì trẻ vẫn là bác sĩ thực tập, tiền lương tặc thấp, nhưng trên người cô cũng không thiếu xa xỉ phẩm, đại bộ phận chi tiêu của cô đều là ông ngoại bà ngoại cho. Ông ngoại bà ngoại có tích tụ không hề ít, trưởng nữ sự nghiệp có thành tựu, trưởng tử cưới bà xã có tiền, đều là loại không thiếu tiền, cho nên tích tụ cũng chỉ có thể để lại cho con gái út tai họa. Giang Ngọc Nhị bĩu môi, giả bộ đáng thương nói, đúng vậy đúng vậy, ai bảo gì vô dụng chứ, không kiếm được tiền, chỉ có thể toàn lực dựa vào cha mẹ. Vừa tán gấu, Trương Nguyên Thanh vừa móc ra điện thoại di động, theo thói quen đổ bộ diễn đàn tổ chức, xem xem sẽ có bài đăng gì thú vị. Diễn đàn tổ chức có hai công năng lớn, một là tổ chức tuyên bố một ít thông báo, tin tức quan trọng, hai là cho linh cảnh hành giả các nơi trao đổi, chia sẻ tin tức cùng tình báo. Theo Trương Nguyên Thanh thấy, lướt diễn đàn là một loại phương thức tăng trưởng kiến thức nhanh chóng. Rất nhanh, bài đăng thứ nhất đã hấp dẫn hắn chú ý. Nội dung bài đăng nói, gần đây, linh cảnh thần giả du xuất hiện thay đổi quy mô lớn, rất nhiều linh cảnh phó bản vốn ghi lại trong danh sách đã xảy ra biến hóa, cấp bậc độ khó tăng lên, biến thành phó bản hoàn toàn mới, chưa từng vượt qua. Độ khó của nó đạt tới cấp A thậm chí cấp S. Có rất nhiều thần giả du gần đây cần đi vào linh cảnh, rất bất hạnh phân phối đến những phó bản này, bởi vậy hy sinh. Người đăng bài là một trong những nhân viên quản lý diễn đàn, trên trình độ nhất định, cái này xem như tổ chức tuyên bố thông cáo. Xuất hiện rất nhiều linh cảnh thuộc về riêng thần giả du cấp S cùng cấp A. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, linh cảnh là có cơ chế cân bằng, xứng đôi cấp 1 có phó bản cấp 1, cấp 2 có phó bản cấp 2, lấy cái này loại suy. Có đôi khi, hành giả cấp 1 sẽ tiến vào phó bản cấp 2, nhưng nhiệm vụ tiếp thu sẽ tương đối đơn giản. Tóm lại, linh cảnh đưa ra nhiệm vụ có lẽ sẽ rất khó, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, nhưng sẽ không xuất hiện hành giả cấp 1 nhận được nhiệm vụ của hành giả cấp 3. Mặt khác, ở trong phó bản đối ứng cấp bậc bản thân, bình xét cấp bậc độ khó có 5 loại, cấp SD, độ khó cấp S là cao nhất trước mắt, tỷ lệ tử vong cao dọa người, nhưng thường rất hậu hĩnh. Trương Nguyên Thanh về sau từng nhớ lại, đường hầm xà linh nhiệm vụ thí luyện này, cho dù không có giải khiêu vũ màu đỏ, xác suất người mới vượt qua cũng không đến một thành. Lần này sinh ra nhiều cấp A cùng cấp S chưa khai hoang như vậy, phải chết bao nhiêu người đây? Ý nghĩ đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là, cái địch, mình cũng sắp vào linh cảnh rồi, mình bây giờ chuyển chức còn kịp không? Ý nghĩ thứ hai là, ồ, mình một lần vào tỷ lệ đại khái là linh cảnh nhiều người, vậy không có việc gì trong lòng hắn khẽ thở phào, sau đó kéo bài đăng xuống, đọc ý kiến của các linh cảnh hành giả chính phủ đối với việc này. Bài đăng một khi tuyên bố, đã dẫn lên sóng to gió lớn ở trong tổ chức chính phủ, hành giả chính phủ các nơi phân bộ đều đang chú ý việc này, nhiệt độ rất cao, bình luận bên dưới có hơn một ngàn cái. Ngày rộng tháng dài, khó trách, khó trách người cung cấp thông tin thần giả du của tôi, hôm nay đột nhiên không liên hệ được. Khứ nhật khổ đa sao, cái gì? Anh có thần giả du cung cấp thông tin, cầu tử, anh giấu thật sâu, coi trời bằng vung không thích hợp, tùy phó bản linh cảnh không phải cố định vẫn luôn biến hóa, nhưng loại biến hóa này là có thể đoán được cùng tiếp nhận. Lần này linh cảnh thuộc về riêng thần giả, dù thay đổi quá đột ngột, quá không hợp lý. Quả nhân có bệnh, có phải ma quân chết gây ra hay không? Tôi nghe người Thái Nhất Môn nói, không lâu trước đó ma quân đã chết. Thanh Đằng, ma quân đã chết chuyện này anh nghe ai nói? Có phải Viên Đình hay không? Thái độ của Ngũ Hành Minh đối với việc này lấy hóng hớt là chính dù sao đây là linh cảnh thuộc về riêng thần giả du xảy ra vấn đề, không có quan hệ lớn với bọn họ. Nhưng cũng có người vì thế cảm thấy nóng vội. Xin gọi ta nữ vương, chúng ta phá án không thiếu được thần giả du hơn nữa, phán quan mắt quỷ vừa mới chết, các nơi đều đang phòng bị kẻ xa ngã phát cuồng, Tùng Hải càng tiếp nhận trọng trách lùng bắt hắc vô thường. Thời điểm mấu chốt này, phó bản thần giả du xảy ra vấn đề, có thể làm nhân thủ thiếu thốn hay không? chương 112, Phạm Vi mở rộng 2 Thanh đăng, quả thật sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng không phải mỗi một vị thần giả du đều sẽ ở sắp tới tiến vào phó bản. Tần suất xuất hiện nhiệm vụ linh cảnh không tính là quá cao, trái lại cũng không cần lo lắng tình huống thần giả du tử vong quy mô lớn. Xin gọi ta nữ vương, nhưng bọn họ trung quy sẽ vào linh cảnh, một hơi xuất hiện nhiều phó bản chưa khai hoang như vậy, một đoạn thời gian sắp tới, số lượng thần giả du chỉ sợ sẽ giảm mạnh. Trong quá trình vượt qua linh cảnh, luôn tránh không được hy sinh, vị nữ vương này nói rất có đạo lý, mình trung quy là phải vào phó bản một người, phó bản cấp S cùng cấp A làm người ta bỡ ngỡ, hơn nữa mình là thẻ nhân vật ma quân. Trương Nguyên Thanh nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm nặng nề. Rời khỏi diễn đàn, click phần mềm nói chuyện, hắn gửi tin cho viên đình. Đội trưởng viên, tôi đã xem bài đăng diễn đàn ghim, phó bản linh cảnh thần giả dù thay đổi độ khó là chuyện gì. Tôi có thể trả phí cố vấn, vấn đề chuyên nghiệp, vẫn là cần hỏi nhân viên chuyên nghiệp. Viên Đình trả lời rất nhanh, không biết, diễn đàn tổ chức thần giả dù cũng đã sôi trào, đồng nghiệp sắp tới phải vào linh cảnh, cùng với tương lai không lâu sẽ vào linh cảnh, trong lòng đều hoảng hốt không chịu nổi, dù sao phó bản cấp S không phải ai cũng có thể qua, cho dù cấp A cũng cần dựa vào vận may. Tôi cũng không quá rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trưởng lão hội đang thu thập số liệu, muộn nhất tối nay hẳn là sẽ tuyên bố thông cáo. Tâm tình Viên Đình không phải tốt lắm, bởi vì có một vị đồng nghiệp quan hệ không tệ sáng nay cũng vào linh cảnh, bây giờ còn chưa đi ra, sống chết không biết. Mà hắn qua nửa tháng nữa, cũng sẽ nghênh đón một lần phó bản một người, dù sao có tranh lệch sẽ không vượt qua một tuần. Được, Trương Nguyên Thanh không tiếp tục đặt câu hỏi. Trong nửa ngày thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh thỉnh thoảng lướt diễn đàn tổ chức một lần, chú ý tin tức mới nhất, hoàn toàn không còn tâm tình đi dạo trung tâm thương mại. Lúc mặt trời lặn, dì trẻ kéo cánh tay hắn về nhà, trên tay Trương Nguyên Thanh sách bao lớn bao nhỏ mua sắm. Ồ, sức lực của mày có phải tăng lên rồi hay không giang như nhị bóp bắp tay cháu trai nói cứng rắn nếu gì là quan nhã cháu sẽ nói sự cứng rắn của tôi vượt quá trị tưởng tượng hoặc là tôi còn có thứ cứng hơn trương nguyên thanh nói lấy lệ thân thể là tiền vốn cách mạng gần nhất có rèn luyện ăn xong bữa tối trương nguyên thanh trở lại phòng ngủ khóa trái cửa chờ đợi thái nhất môn thông cáo có thể tưởng tượng giờ này khắc này thần dạ du chính phủ ở khắp nơi trong cả nước Đều ôm điện thoại di động hoặc máy tính như hắn, chờ đợi tổ chức thông cáo. Rốt cuộc, đến 9 rưỡi, không ngừng ép 5 diễn đàn, hắn lướt ra một bài đăng màu đỏ được ghim. Gần đây, linh cảnh thần dạ du đột phát biến cố, trải qua trưởng lão hội điều tra, chứng thật là một vị boss đẳng cấp cao trong linh cảnh sống lại dẫn phát khác thường, tính đến trước mắt, theo tình báo thu thập được biểu hiện, tổng cộng có 7 phó bản linh cảnh thay đổi cấp bậc, phân biệt là Trấn Minh Hồ đánh số 0128, độ khó cấp bậc S, linh cảnh thuộc về riêng thần giả du. Bãi Tha Ma Đời Minh, đánh số 1180, độ khó cấp bậc S, linh cảnh thuộc về riêng thần giả du. Đập chứa nước Tân Phong, đánh số 1910, độ khó cấp bậc A, linh cảnh thuộc về riêng thần giả du. Trường học có ma âm sơn, đánh số 0046, độ khó cấp bậc A, linh cảnh thuộc về riêng thần giả du. Mộ Phong Vương, đánh số 0277, Độ khó cấp bậc A, linh cảnh thuộc về riêng thần dạ du. Công viên trò chơi kim thủy, đánh số 6203, độ khó cấp bậc S, linh cảnh nhiều người, loại tử vong. Căn phòng bí mật gào thét, đánh số 2097, độ khó cấp bậc A, linh cảnh nhiều người, loại không tử vong. Nhà trọ số 13, đánh số 1404, độ khó cấp bậc B, linh cảnh nhiều người, loại không tử vong. Tính tới hôm nay, môi trường Ma Âm Sơn cùng đập chứa nước Tân Phong đã được vượt qua. Năm đại linh cảnh phó bản còn lại còn chưa có ai vượt qua. Trưởng lão hội tuyên bố treo thưởng, vượt qua linh cảnh cấp S, ghi công cấp B. Vượt qua linh cảnh cấp A, ghi công cấp C. Vượt qua linh cảnh cấp B, thưởng 500.000 sao. Bài đăng là từ trong diễn đàn chính thức thái nhất môn chia sẻ qua. Đáng nhắc tới, ở trong phân chia công huân của tổ chức chính phủ, công huân cấp A bình thường chỉ phát cho người hy sinh, ban ơn cho người nhà. Người đạt được công huân cấp B phần lớn là bị thương thế không thể vãn hồi. Công huân cấp C là cực hạn linh cảnh hành giả bình thường có thể lấy được, nhưng độ khó vẫn rất lớn, bình thường chỉ có tiểu đội học sức mới có thể lấy được. chương 113, Phạm Vi mở rộng 3. Đẳng cấp cao nhất cấp S, trước mắt chỉ có 5 vị minh chủ từng lấy được, số ít trưởng lão xuất sắc, nhiều nhất từng đạt được công huân cấp A. Cho nên, công huân cấp B hàm lượng vàng không cần nói cũng biết. Chờ Trương Nguyên Thanh xem xong nội dung bài đăng, bình luận bên dưới đã hơn 1.000 cái, tạo thành ảnh hưởng so với bài đăng kia giữa chưa còn khoa trương hơn. Bởi vì các hành giả tổ chức ngũ hành minh, phát hiện chuyện này giống như không là hóng hớt đơn giản như vậy nữa, bởi vì trong phó bản thay đổi thái nhất môn quy nạp ra, có hai cái là loại hình nhiều người. Loại hình nhiều người liền ý nghĩa, linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác cũng có tỷ lệ tiến vào. Ngày rộng tháng dài, hai cái, linh cảnh nhiều người, kia là chứa đựng nguyên tố thần quái nhỉ, oh my god, linh cảnh nhiều người cũng bị lan đến may mà chỉ có một cái khu vui chơi kim thủy là cấp s xin gọi ta nữ vương đầu tiên ai cũng không biết loại hỗn loạn đột biến này sẽ duy trì bao lâu thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là biến hóa trước mắt nếu có càng nhiều phó bản nhiều người chứa nguyên tố thần quái bị ảnh hưởng vậy chúng ta liền nguy hiểm tiếp theo cho dù loại không tử vong nhưng thất bại một lần khấu trừ giá trị kinh nghiệp trực tiếp khiến thực lực chúng ta thụt lùi trả giá rất lớn khứ nhật khổ đa ai giữa chưa còn đang hóng hớt đột nhiên như vậy làm sao bây giờ, tôi sắp tới cũng phải vào linh cảnh nhiều người, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đúng không? Chú heo con gióc, những linh cảnh này không sớm có phương án, trong nửa năm, số lượng thần giả du của tổ chức sẽ giảm mạnh, nghề nghiệp khác có thể cũng sẽ bị lan đến. Boss nào ghê như vậy, ép thái nhất môn phát treo thưởng, thanh đăng, mọi người chú ý một chút, phần treo thưởng này là công bố đối với thần giả du cả nước, các người nếu có người cung cấp thông tin thần giả du, cùng với biết thần giả du hoang dã, nhớ truyền đạt một phen. Bạch Long, lầu trên, người bình luận trên, là ngu xuẩn sao, phương án vượt qua phó bản thần dạ du là chuyện của bản thân thần dạ du, chúng ta thật sự nên chú ý là phương án vượt qua linh cảnh nhiều người, cái này mới là liên quan đến tài sản tính mạng. Khứ nhật khổ đa, không sai không sai, bỏ số tiền lớn cầu phương án vượt qua phó bản khu vui chơi kim thủy, căn phòng bí mật gào thét, nhà trọ số 13. Linh, linh cảnh nhiều người cũng bị lan đến, ánh mắt trương nguyên thanh có chút dại ra, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên chói tai. Là Lý Đông Trạch gọi tới, Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi, hô một tiếng, đội trưởng. Lý Đông Trạch giọng điệu ngưng trọng, hôm nay có lên diễn đàn không? Nếu anh nói là chuyện linh cảnh thần giả du đột biến, vậy tôi đã biết. Trương Nguyên Thanh thở dài, đừng quá lo, trời sập xuống có người cao đỡ, có lẽ chờ lúc linh cảnh một người của cậu đến, Thái Nhất Môn đã vượt qua những phó bản độ khó cao này. Phải tin tưởng tổ chức chính phủ, Lý Đông Trạch an ủi nói hắn trêu chọc như làm sinh động không khí nói đương nhiên nếu cậu có lòng tin đối với bản thân cũng có thể làm người vượt qua phó bản chỉ là cái này quá khó đội trưởng gọi điện thoại là vì an ủi tôi trương nguyên thanh thử nói hai việc cậu sắp tới không phải cần vào phó bản sao căn cứ kinh nghiệm trước đây hẳn là phó bản nhiều người cơ chế cấp bậc xứng đôi cậu cũng biết phó bách phu trưởng phát hiện khu vui chơi kim thủy là phó bản linh cảnh siêu phàm cảnh để tránh tình huống xấu hắn lấy quyền hạn bản thân thay cậu lấy ra phương án vượt qua bản cũ, cậu có thể lấy làm tham khảo. Lý Đông Trạch trầm giọng bổ sung, nhớ kỹ, chỉ là tham khảo, bởi vì linh cảnh đã thay đổi, quá tin tưởng phương án vượt qua bản cũ, sẽ chết người. Phó Bách Phu trưởng trăm công ngàn việc với các em gái tai thỏ, thế mà còn nhớ mình gã tiểu lâu la này. Trương Nguyên Thanh cảm động một phen, Lý Đông Trạch an ủi một lần nữa, nói, chúng ta chỉ là để tránh tình huống xấu nhất, cậu không cần có áp lực quá lớn, linh cảnh nhiều người cảnh giới siêu phàm số lượng rất nhiều, khả năng vừa vặn ghép đến khu vui chơi kim thủy, rất thấp rất thấp. Hy vọng như thế đi, đội trưởng anh không biết, thẻ nhân vật của tôi là ma quân đó. Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy chuyện thứ hai thì sao? Chuyện thứ hai là về lôi nhất binh. Chuyện anh binh, trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, nói, phân bộ hàng thành bên kia có kết quả rồi, có tra được cái gì không? Đồng nghiệp phân bộ hàng châu hiệu suất quá kém, ba ngày mới ra kết quả, Rõ ràng chính là không coi trọng vụ án anh binh mất tích. Hắn hoán giận ở trong lòng, anh binh mất tích sắp nửa tháng rồi, nếu linh cảnh hành giả phân bộ hàng thành tận trước tận trách điều tra, như vậy ở lúc Lý Đông Trạch hủy thác, hẳn có thể đưa ra phản hồi, đưa ra đủ nhiều tin tức. Chương 114, manh mối của anh binh 1. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng anh binh chết bởi linh cảnh, không có ý nghĩa điều tra. Quả thật đã tra ra vài thứ, Lý Đông Trạch tìm từ một lát, nói Lôi nhất binh mạng lưới quan hệ tương đối đơn giản, hắn tính cách quái gở, độc lai like, độc vãng, không thân cận với bạn học. Cậu ta ở trong trường học rất hạ thấp thu mình, chưa từng gây chuyện, nhưng đồng nghiệp phân bộ hàng thành sau khi xâm nhập điều tra, phát hiện trong 3 năm qua, có hai người từng chiêu chọc cậu ta, đều lấy phương thức hợp lý nào đó tử vong. Trương Nguyên Thanh nghe xong nhíu mày, trợ lý đông trạch nói xong, lập tức phản bác. Không đúng, anh binh làm người chưa nói tới khéo léo, nhưng tuyệt không quái gở, làm việc cũng không dính dáng gì tới hạ thấp thu mình tôi và anh ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên rất quen thuộc anh ấy người này tính tình nổi lên ngay cả mày nhìn gì cũng lười nói trực tiếp ra tay về phần hành vi nghi ngờ giết người của anh binh không biết tình hình cụ thể hắn không phản bác cũng không đánh giá cậu đây là nói hỏa sư nhỉ lý đông trạch nhịn không được lẩm bẩm ho khan một tiếng kéo về đề tài nói cho nên lôi nhất binh trong miệng cậu và lôi nhất binh trong ấn tượng của các sinh viên không giống nhau Cậu cảm thấy là ai xảy ra vấn đề. Trương Nguyên Thanh trầm mặc một phen, có lẽ là anh binh xảy ra vấn đề. Lý Đông Trạch, ừm, một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, phân tích. Cậu cùng cậu ta học cùng trường cấp 3, cậu ta nếu có khác thường, cậu không có khả năng không cảm giác được. Cũng chính là nói, biến hóa của Lôi Nhất Binh là ở lúc vào đại học bắt đầu. Tốt nghiệp cấp 3 đến khai giảng đại học trong khoảng thời gian này, cậu ta khẳng định đã gặp chuyện gì, mới dẫn đến tính tình thay đổi hẳn. Nhưng nhân tố trong đó quá nhiều, nếu không có nhiều manh mối hơn, không thể nào phỏng đoán. Trương Nguyên thanh tán thành cách nói của Lý Đông Trạch, nhưng có chuyện hắn không nghĩ ra, lấy giao tình thân như anh em của mình cùng anh Binh. Anh Binh sau khi trở thành linh cảnh hành giả, thế mà cũng không nói cho hắn. Linh cảnh cũng không có cơ chế gạt bỏ, nếu người muốn, thậm chí có thể cầm loa đi khắp thế giới tuyên truyền linh cảnh. Tuy sẽ không có ai tin tưởng, còn không, có, nhưng không biết có tính không. Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen, mới nói, Lô Nhất Bình có thói quen ghi nhật ký không? Thời buổi Hà Ni người đứng đắn nào viết nhật ký chứ? Đồng nghiệp hàng thành ở trong ký túc xá của cậu ta phát hiện sổ nhật ký, tần suất viết nhật ký của cậu ta không cao, nhưng ở trước khi mất tích, một đêm trước khi gửi thẻ nhân vật cho cậu, cậu ta đã viết một đoạn nhật ký. Sổ nhật ký của anh ấy ở đâu? Sổ nhật ký ở ký túc xá đại học của cậu ta, đồng nghiệp phân bộ hàng thành từng kiểm tra, cảm thấy nhật ký không có giá trị, nhưng ở dưới yêu cầu của tôi, bọn họ chụp ảnh, tôi bây giờ gửi cho cậu. Lý Đông Trạch nói, nếu nhớ không lầm, ngày mai chính là ngày thứ 14 cậu từ, đường hầm xà linh, đi ra. Vâng, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, hoặc là đêm nay vào linh cảnh, hoặc là ngày mai vào linh cảnh. Linh cảnh mở ra sẽ có một đoạn thời gian giảm sóc ngắn ngủi, cậu nhớ gọi điện thoại báo cáo cho tôi, hoặc là gửi cho quan nhã. Biết rồi, hai người kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh mở phần mềm nói chuyện phiếm, tiếp thu được tệp nén lý Đông Trạch gửi đến. Sau khi giải nén, hắn nhận được ba mươi mấy bức ảnh. Trương Nguyên Thanh ngồi ở cạnh bàn, đọc nhật ký, tần suất viết nhật ký của anh binh quả thật không cao, có khi theo tuần, có khi theo tháng, viết cũng đều là một ít việc vặt. Trương Nguyên Thanh mới đầu đọc rất nghiêm túc, chờ sau khi xác nhận nhật ký trước đó không có giá trị gì, trực tiếp lật đến một bức ảnh cuối cùng. 6 tháng cuối năm phải thực tập, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, sắp từ biệt con đường sinh viên, đi vào xã hội đêm qua mộng về, nhớ tới thợ ấu cùng nguyên tử ở trong ngõ, nhớ tới cùng hắn vụng trộm lật xem sách cấm, nhớ tới chuyện của cùng hắn lừa bố mình, lừa cậu hắn tiền tiêu vặt, nhớ tới cùng hắn cùng nhau chơi. Trò chơi, nội dung rất ngắn gọn, ít ỏi vài câu, Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động thật sâu, bỗng dựa vào ghế dựa lưng, nhắm mắt lại. Anh Binh quả nhiên để lại manh mối cho mình, hôm sau, Trương Nguyên Thanh ngủ một giấc tỉnh lại, thời gian là 9 rưỡi sáng xem ra thời gian vào linh cảnh là hôm nay. Hắn ăn xong bữa sáng, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, gọi xe tới nhà lôi nhất binh. Ngõ hắn sống lúc còn nhỏ tên là tiểu khu Ngân Bình, xây ở nửa thế kỷ trước, mỗi một tòa nhà cư dân đều ngưng tụ năm tháng loang lổ, nhà lầu thống nhất là 6 tầng, không có thang máy, các điện hỗn độn một vòng lại một vòng quấn ở trên thân tường. chương 115, manh mối của anh binh 2 Trương Nguyên thanh xuống xe taxi, tùy ý đảo qua, mười mấy năm rồi, trừ tường ngoài quét nước sơn mới, cửa tiểu khu trang bị thêm trạm bảo vệ cửa. Thứ khác đều chưa thay đổi một chút nào. Ở lúc hắn học cấp 2, khu này đã truyền lưu lời đồn sắp phá rỡ, mọi người chờ rồi chờ, chờ lại chờ, chờ gần 10 năm, bóng dáng của đội giải phóng mặt bằng cũng không nhìn thấy. Trương Nguyên thanh xuyên qua đường cái, ở tiệm hoa quả đối diện qua đường mua một túi sơn trà, một quả dứa, ba trái xoài lớn. Dọc theo lối đi chật trội đi lên, hắn đứng ở trước cửa hộ gia đình số 402 ấn vang chuông cửa, chỉ một lát, trong cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa trống trộm mở ra, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đứng ở cửa, ngạc nhiên nói. Nguyên tử, khí sắc của cô có chút kém, vành mắt rất đen, khuôn mặt héo hon. Dì Chu, cháu đến thăm dì cùng chú lôi một chút. Trương Nguyên thanh giọng điệu ngoan ngoãn nói, trong lòng yên lặng thở dài. Ánh mắt dì Chu đặt ở hoa quả hắn sách trong tay, lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng nói. Vào đi, căn hộ là bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, hơn 80 mét vuông, Trương Nguyên Thanh ngồi ở trên sofa phòng khách, bưng nước ấm dì Chu rót, nghe cô bi thương kể ra. Dì Chu, cháu tin tưởng sở cảnh sát sẽ tìm được anh Binh. Trương Nguyên Thanh an ủi, bà ngoại cháu mấy ngày hôm trước từng đến thăm gì, bà nói, lão Trần nói cho bà, không có tin tức, chưa hẳn đã không phải một tin tức tốt. Dì Chu thở dài, cô nói tiếp, buổi trưa ở lại ăn cơm đi, không cần đâu ạ, à, lát nữa còn có tiết học. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, hắn lúc còn nhỏ như hình với bóng với anh binh buổi tối cũng thường xuyên ngủ cùng nhau ăn trực nhà nhau càng là quá bình thường nhưng hôm nay hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào linh cảnh cho nên cố gắng rút ngắn thời gian ở bên ngoài dì chu cháu vào phòng anh binh một lát trương nguyên thanh không quên mục đích mình tới nơi này hắn đẩy ra cửa phòng ngủ của anh binh trong phòng không lớn bảy chiếc giường đôi tủ quần áo bàn tivi ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua ở trong phòng cuối cùng từ gầm giường lôi ra một cái thủng giấy lớn đồ vật trong thùng giấy thượng vàng hạ cám, máy chơi game tiểu bá vương, máy nuôi thú ảo, quả bóng xét một cặp bóng khi cọ vào nhau phát ra tiếng như xét yo yo, kính viễn vọng, thẻ anh hùng thủy hử, con quay bằng gỗ, lạp tiếu một loại đồ chơi có dây sỏ qua hai lỗ trên một đồng xu thời 9x hoặc bánh xe nhựa đời mới, khi kéo hai đầu dây thì đồng xu sẽ xoay nhanh chuyện tranh bảy viên ngọc rồng, chuyện tình yêu tùy dương đế tác giả tề động dã nhân. Mỗi một món đồ chơi nhỏ nơi này đều có câu chuyện của nó, ví dụ như kính viễn vọng, Năm đó phụ cận nơi này có một khu đèn đỏ, màn đêm buông xuống, trong tiệm uốn tóc sẽ sáng lên ánh đèn mê ly, các cô dì trang điểm xinh đẹp sẽ phong tình vạn trùng ngồi ở trên sofa trong cửa hàng, cách cửa thủy tinh cũng có thể thấy rõ đường cong tuyệt diệu của họ. Có một lần, anh Minh còn đang học tiểu học lén lút tìm hắn, nói nhìn thấy cậu của Trương Nguyên Thanh vụng trộm vào tiệm uốn tóc. Trương Nguyên Thanh không tin, cắm đầu đi tìm cậu, cậu vừa nghe sợ hãi biến sắc, cho hắn 20 tệ làm phí bịt miệng. Sau đó Trương Nguyên Thanh cùng anh Binh vừa ăn kem que, vừa cảm thấy vụ làm ăn này không tệ vì thế hai thằng nhãi con sau khi tan học liền ngồi ven đường canh lần này không tóm được cậu tóm được ông già của anh binh ông già sợ hãi biến sắc cũng cho bọn họ mười mấy tệ phí bịt miệng sau nữa ông già cùng cậu cải tà quy chính không còn bị bắt gặp thẳng đến có một ngày trương nguyên thanh trộm tiền tiêu vặt của dì trẻ mua kính viễn vọng ở nơi xa âm thầm quan sát liền lại kiếm được phí bịt miệng cho nên trong giường cất chứa thờ ấu của anh binh cũng cất chứa thờ ấu của trương nguyên thanh hắn ngây người nhìn món đồ chơi lúc còn nhỏ, chỉ cảm thấy năm tháng vội vã, cảnh còn người mất. Cảm khái lung tung cái gì chứ, còn chưa tới tuổi nhớ lại quá khứ đâu. Hắn tự diễu một tiếng, mang chuyện cũ ùn ùn kéo đến trong đầu nhấn trở về. Tiếp theo, cầm lấy chuyện tình yêu tùy dương đế, run run trang sách. Trong tiếng soạt soạt, rơi ra một tờ giấy, trên tờ giấy viết hai dãy số dày đặc. Nhìn thấy cái này, Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một hơi, xem như buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Con số trên tờ giấy là mật mã chỉ có hai anh em mới đọc hiểu. Chịu ông ngoại ảnh hưởng, Trương Nguyên Thanh lúc còn nhỏ rất si mê phim cảnh sát bắt trộm, phim hoạt hình đề tài thám tử, tiểu thuyết, ảo tưởng mình là một chị an viên lợi hại. Lúc trung học, có lần hắn cùng anh binh cùng nhau xem tiểu thuyết trinh thám nào đó của nước ngoài, từ một vụ án trong đó đạt được linh cảm, cho rằng giữa đại thám tử Trương Nguyên Thanh cùng trợ thủ A binh của hắn, sao có thể không có ám hiệu chứ? Chương 116, linh cảnh mở ra lần thứ hai, một vì thế hao phí tinh lực nghiên cứu ra một bộ mật mã ví dụ như con số thứ nhất đối ứng số hàng cái thứ hai vẫn là đối ứng số hàng cái thứ ba đối ứng số trang bảy chữ sổ làm một tổ cách thức con số tổ thứ hai là lật ngược lại tổ thứ nhất mà bọn họ lần đầu tiên chơi trò chơi này bản gốc dùng chính là chuyện tình yêu tùy dương đế trương nguyên thanh vừa nhớ lại cách thức mật mã vừa đối chiếu quyển sách thời gian chậm rãi trôi qua không biết qua bao lâu hắn rốt cuộc ghép ra toàn bộ nội dung con số hàng thứ nhất, 6203, một đời hai huynh đệ. Con số hàng thứ hai, nguyên tử, tìm được nó, anh mang tất cả đều để lại nơi đó. Tìm được nó, anh mang tất cả đều để lại nơi đó. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn câu này, thật lâu thật lâu không nói gì. Anh Binh ơi anh Binh, anh thật sự là ra đề bài khó cho em nha. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, mang sức chú ý tập trung ở trên manh mối. Một đời hai huynh đệ, đây là câu treo cửa miệng của anh Binh năm thứ hai trung học, nếu chỉ là biểu đạt cảm tình, không có khả năng đặt ở trong ám hiệu. 6203, một chuỗi con số, là mật mã, tìm được nó, nó là chỉ cái gì? Trương Nguyên thanh nhíu mày suy tư hồi lâu, đau đầu day day giữa hai hàng lông mày. Cảm giác đạt được rất nhiều manh mối, nhưng lại giống như cái gì cũng chưa đạt được. Hắn yên lặng lẩm bẩm, nhưng cái này phù hợp lộ số trong tiểu thuyết trinh thám, vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ. Trợ thủ A Binh để lại cho đại thám tử Trương Nguyên Thanh manh mối chỉ có hai người có thể đọc hiểu, chờ tương lai thỏa mãn điều kiện nào đó, hắn tự nhiên mà vậy có thể biết. Dù sao bây giờ đại thám tử vẫn là một con gà yếu ớt. Cái gọi là tất cả hẳn là có liên quan với anh binh gửi cho mình thẻ nhân vật ma quân, có liên quan với anh ấy mất tích, có liên quan với anh ấy khác thường trong lúc học đại học. Sự việc liên quan ma quân loại nhân vật cấp bậc này, nó, rốt cuộc là cái gì, thực sự làm người ta tò mò. Trương Nguyên thanh xé nát tờ giấy, rời khỏi phòng, tiến vào nhà vệ sinh ùn ụp bồn cầu tự hoại dội đi trang giấy vỡ vụn công việc của chú lôi rất bận rộn làm việc có thể gây tê bản thân trình độ nhất định giảm bớt nỗi đau mất con cái này cũng thể hiện ra cuộc sống của dì chu bà chủ gia đình gian nan bao nhiêu trương nguyên thanh từ biệt dì chu rời khỏi tiểu khu ngân bình ở bên đường ngoài tiểu khu vừa chờ đợi gọi xe vừa suy nghĩ chuyện này khẳng định không thể nói cho đội trưởng cùng lão ti cơ chỉ có thể do chính mình điều tra manh mối chỉ có một chút như vậy cho cũng không có cách nào Bây giờ quan trọng nhất là nhiệm vụ linh cảnh lần thứ hai. Thăng cấp mới là quan trọng nhất, Trương Nguyên Thanh càng thêm ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Linh cảnh nhiều người nếu không phải loại hình tử vong, vậy chính là loại hình trừng phạt, nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm kinh nghiệm, làm không tốt, thực lực mình còn có thể tụt lùi. Phần thường quyết định bởi cấp bậc độ khó của bản thân phó bản, hành giả biểu hiện ở trong nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm của mình bây giờ là 52%, không biết linh cảnh thứ hai có thể khiến mình trực tiếp lên tới cấp 2 hay không. Trên lý luận mà nói là không có khả năng, trong khoảng thời gian này hắn từng hỏi thăm, linh cảnh một người chỉ cần có thể sống sót, phần thưởng đều tương đối hậu hĩnh, theo lý thuyết, tốc độ thăng cấp sẽ không chậm. Nhưng Quan Nhã và Lý Đông trạch hành giả lâu năm như vậy, một người kẹt ở cấp 2 thật lâu, một người kẹt ở cấp 3 thật lâu, nguyên nhân có hai điểm, một là tiến vào phó bản linh cảnh cấp bậc không cao, nhiệm vụ không khó, cho nên thưởng sẽ không khoa trương giống cấp S. Hai là phó bản nhiều người có thành có bại giải thích thông tục chút, khó tránh khỏi gặp được đồng đội sỏ lá trừ điểm. lúc này xe grab đến chậm gì gì, trương nguyên thanh kéo mở cửa xe chui vào, quay về nhà. bà ngoại, cháu đi học về rồi. trương nguyên thanh hướng về phía ban công hô một tiếng, cậu cháu đã tới, hy vọng cháu sau khi trở về đi tìm cậu ấy. bà ngoại đang giặt cây chổi lau đáp lại, không, cháu đi học mệt lắm rồi, không muốn ca hát nhảy múa với cậu ấy nữa. nghe nói mở cháu gần đây cho cậu ấy một khoản tiền. bà ngoại cháu đi nhà cậu chơi. Hơn 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh hài lòng từ nhà cậu đi ra, trở về phòng, mở ra diễn đàn, bài đăng hôm qua đăng lại từ diễn đàn tổ chức thần giả du vẫn ghim trên cùng, nhưng phía dưới đã có thêm một bài đăng mới. Click vào đọc, bài đăng nói, ngày hôm qua đồng nghiệp phân bộ nào đó tiếp thu được nhiệm vụ phó bản cấp S công viên trò chơi Kim Thủy, hắn ở trước khi tiến vào báo cho cấp trên biết. chương 117, Linh Cảnh mở ra lần thứ hai, hai. Sau đó không còn đi ra, cách tiến vào linh cảnh đã vượt qua 24 giờ. Những ngày gian khó tôi sắp tới cũng phải vào linh cảnh nhiều người, tôi hoảng quá. Xin gọi ta nữ vương, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ không có khả năng có phương án vượt qua, anh tự cầu nhiều phúc đi, nhưng, linh cảnh nhiều người số lượng nhiều như vậy, sẽ không xui xẻo thế đâu. Ngày rộng tháng dài, nữ vương à, tỷ lệ tuy không lớn, nhưng một khi gặp phải, đó chính là nhất định phải chết nha. Hơn nữa linh cảnh cấp S cực khó có phương án, kéo dài một năm tới năm rưỡi, không biết phải chơi chết bao nhiêu người. Tin tức này dẫn lên khủng hoảng không nhỏ và bình luận ở trong diễn đàn. Quả nhân có bệnh, giai đoạn siêu phàm, có đồng nghiệp tương đối kinh tài tuyệt diễm hay không? Tán tu hoang giá cũng được, người như vậy lý lịch tốt, bị linh cảnh phân phối đến cấp S xác suất lớn hơn nữa, bọn họ không chừng có thể vượt qua cấp S, những ngày gian khó, anh nhìn chằm chằm những người này là được. Những ngày gian khó, ý kiến hay, dưới số lượng hành giả khổng lồ, Người giống với những ngày gian khó sắp tiến vào linh cảnh như vậy còn có không ít, ùn ùn ấn like, cảm thấy biện pháp này tốt. Người chơi thiên tài cùng cảnh giới, ở trong mắt bọn họ so với chấp sự, trưởng lão còn quan trọng hơn, bởi vì người sau không thể tiến vào phó bản cấp thấp. Ngôi trường Ma Âm Sơn cùng đập chứa nước Tân Phong đã bị vượt qua, mà công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người, hướng toàn bộ nghề nghiệp, tuy là cấp S, nhưng trên lý luận mà nói, xác suất nó bị vượt qua còn lớn hơn linh cảnh chuyên thuộc về thần dạ du. Ngày rộng tháng dài này nhìn qua là biết toán học không giỏi. Trương Nguyên Thanh lướt bình luận, phát biểu ý kiến của mình. Lúc này, hắn thấy phần mềm nói chuyện phiếm bắn ra ô nhắc nhở, người cung cấp thông tin chỉ sát cung Vương Thiên gửi đến một tin nhắn. "Vương Thiên, cậu có thể kiếm được phương án vượt qua công viên trò chơi kim thủy bản cũ không?" "Trương Nguyên Thanh, anh sắp tới sẽ vào linh cảnh. Vương Thiên, linh cảnh kế tiếp của tôi là linh cảnh thuộc về riêng nhạc sĩ, hơn nữa cũng không phải sắp tới." "Tôi là muốn nói cho cậu nếu cậu có thể kiếm được phương án vượt qua bản cũ, có thể phát tài một khoản nhỏ. Nói như thế nào, linh cảnh thuộc về riêng thần giả dạ du xuất hiện khác thường, chuyện này nghĩ hẳn không cần tôi lặp lại, công viên trò chơi kim thủy là linh cảnh nhiều người giai đoạn siêu phàm, thị trường rộng nhất, trên chợ đen, phương án vượt qua bản cũ của nó đã bán tới 300.000 sao rồi. Phương án vượt qua linh cảnh thuộc về tài nguyên chiến lược là một trong những căn cơ của tổ chức chính phủ, là nội tình vô số hành giả chính phủ rơi đầu đổ máu, tích lũy lên, Trương Nguyên Thanh lớn như vậy, cũng chưa từng thấy 300 ngàn. Vương Thiên tiếp tục gửi tin nhắn. Một con đường tôi tiếp xúc đang thu phương án vượt qua bản cũ, cậu là thành viên tổ chức chính phủ, nếu có thể kiếm được phương án vượt qua bản cũ, tôi có thể bán ra giúp cậu, chia bảy ba. Tôi có, bảy phần là 210 ngàn. Trương Nguyên Thanh theo bản năng trả lời, chợt rút lại tin nhắn. Vương Thiên phát ra dấu chấm hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh, tôi có một phần bản cũ, nhưng không bán. Vương Thiên, vì sao? Trương Nguyên Thanh, không muốn kiếm loại tiền này. Vương Thiên cũng không kiên trì, có thể nhìn ra, Nguyên Thủy Thiên tôn ra cảnh không tệ, hơn nữa có điểm mấu chốt đạo đức không thấp, cái này xem như chuyện tốt, dù sao ai cũng không muốn giao tiếp với người lãnh khốc vô tình, cùng hung cực ác. Phương án vượt qua công viên trò chơi kim thủy bản mới giá trị bao nhiêu tiền? Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn hỏi, phương án vượt qua phó bản linh cảnh cấp S là giá trên trời, nhưng không có định giá thống nhất, kim ngạch cụ thể có thể đàm phán với bên mua, nhưng tôi đoán lấy quyền hạn của cậu, hẳn là tiếp xúc không đến phương án vượt qua phó bản cấp S nhỉ. Cấp S giai đoạn siêu phàm không giống với nhiệm vụ thí luyện. Vương Thiên, tôi có người bệnh rồi, có rảnh lại tán gẫu, nếu cậu thay đổi chủ ý, nhớ rõ liên hệ tôi, gần đây thiếu tiền. Vương Thiên gần đây rất thiếu tiền, tiền lương của bác sĩ không cao, mà bởi vì giá trị đạo đức hạn chế, đã chặt đứt đại bộ phận khả năng phát tài bất ngờ. Trải qua đoạn nói chuyện phiếm này, Trương Nguyên Thanh nhớ tới phương án vượt qua phó bản công viên trò chơi Kim Thủy Lý Đông Trạch cho. Hắn đã sinh ra một chút hứng thú đối với phó bản này. Rời khỏi phần mềm nói chuyện, mở ra hòm thư, tải xuống tệp đính kèm. Công viên trò chơi Kim Thủy, linh cảnh đánh số 6203, độ khó cấp bậc B, loại hình, nhiều người, loại trừng phạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, thể nghiệm từ hai hạng mục trở lên của công viên vui chơi. Chương 118, linh cảnh mở ra lần thứ 2, 3. Sau khi tiến vào phó bản, linh cảnh sẽ nhắc nhở bạn chơi hạng mục gì, hạng mục công viên trò chơi này từng có tàu lượn siêu tốc, xích đu quay lắc, thuyền hải tặc, nhà ma, vòng đu quay, nơi thám tử suy luận. Đại bộ phận hạng mục khảo nghiệm là năng lực hợp tác đoàn đội, cách chơi là Nguy hiểm nhất là minh hôn nhà ma, cô dâu ma sẽ chọn lựa một người chơi nam đẹp trai nhất làm chồng, người bị lựa chọn trực tiếp đào thải. Bởi vậy, ở sau khi tiến vào nhà ma, cần không ngừng lặp lại, tôi là người xấu xí. Khi toàn bộ người chơi nam đều hô to, tôi là người xấu xí, quỷ tân nương sẽ chọn lựa ngẫu nhiên, lúc này liền xem mặt. Người chơi nữ an toàn nhất, có thể trực tiếp vượt qua hạng mục này. Trương Nguyên Thanh đọc kỹ xong cách chơi các hạng mục, ở lúc nhìn thấy minh hôn, thầm nhủ chỉ là đào thải sao, cô dâu ma này xa không hung tàn bằng cô dâu ma kia trong nhiệm vụ thí luyện. Tuy phiên bản cũ chỉ làm tham khảo, không thể ỉ lại, nhưng có thể làm người ta nhanh chóng hiểu biết tình huống phó bản vẫn là rất đáng giá. Khó trách có người đồng ý trả khoản tiền lớn 300 ngàn mua nó. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh biến sắc, nhanh chóng lướt màn hình, kéo văn bản đến trang trên cùng. Công viên trò chơi Kim Thủy, linh cảnh đánh số 6203. 6203, hắn ngây người, ngẩn ra thời gian thật dài. Là trùng hợp sao, 6203 chỉ là công viên trò chơi Kim Thủy. Anh Binh có đổ dấu ở nơi đó? Không, không có khả năng. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, phó bản linh cảnh là phân phối ngẫu nhiên chỉ bằng một điểm này đã không phù hợp logic nhớ đâu mình không đi đến công viên trò chơi kim thủy thì sao vậy anh binh sắp xếp không phải uổng phí trừ phi anh binh có thể dự đoán được mình sẽ vào linh cảnh nào nếu mình tương lai sẽ vào linh cảnh nào là có thể bị dự đoán vậy nhiệm vụ linh cảnh của mình liền không phải ngẫu nhiên vậy mình vào đường hầm xà linh liền có chút nghĩ kỹ mà sợ trương nguyên thanh bỗng nhiên có chút ra đầu phát tê ăn xong bữa tối trương nguyên thanh sớm rửa mặt kéo rèm tắt đèn, khóa trái cửa phòng, nằm ở trên giường lớn, nhìn đồng hồ báo thức điện tử ở tủ đầu giường ngẩn người. Trước nửa đêm, nhiệm vụ linh cảnh nhất định sẽ đến. Trong tay hắn nắm năm sáu viên thuốc nhỏ màu lam, cảm thụ được thời gian chậm rãi trôi. Không biết qua bao lâu, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc. Đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, linh cảnh ngày lần này tiến vào là công viên trò chơi kim thủy, đánh số 6203. Cấp bậc độ khó S loại hình, nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, thể nghiệm từ hai hạng mục trở lên của công viên trò chơi. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 6203, có một ngày, một người không thể miêu tả đi vào công viên trò chơi Kim Thủy. Cô kinh ngạc phát hiện, ở sau thời gian ngủ sai dài đằng đắng, thế gian vậy mà lại xuất hiện món đồ chơi thú vị như thế. Cô vui vẻ thể nghiệm một lần toàn bộ hạng mục, cùng quyết định không phá hủy nơi này. Trước khi rời đi, Cô dặn dò Linh trong công viên trò chơi, thay cô tìm một người trẻ tuổi, tên của hắn là XXXX. Thật đúng là công viên trò chơi Kim Thủy, quả nhiên là công viên trò chơi Kim Thủy. Trong lòng Trương Nguyên thanh giống như có một vạn con ngựa chạy qua. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một hơi ngậm lấy viên thuốc nhỏ màu lam, gọi vào số di động của Quan Nhã. Dựa theo quy định, hắn phải báo lên phó bản linh cảnh để cấp trên, đồng nghiệp biết được, đặc biệt là ở thời kỳ mẫn cảm này. Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Quan Nhã gắt Mỗi một cô gái bị quấy dày mộng đẹp đều cần một bữa ăn ra trò làm bồi thường. Nói cho đội trưởng, tôi lập tức phải vào Linh Cảnh, phó bản là công viên trò chơi Kim Thủy. Cái gì, Linh Cảnh nhiều người của cậu là công viên trò chơi Kim Thủy? Alo, Nguyên Thủy, alo, alo, quan nhã không nhận được câu trả lời nữa. Khu Khang Dưỡng, một tòa trung cư xa hoa phụ cận văn phòng cảnh sát. Trên cái giường lớn bầy đầy con rối tròm sao, quan nhã ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ còn sót lại bị kinh động tan thành mây khói nguyên thủy nguyên thủy cô giống lớn vài tiếng không được đáp lại nôn nóng cào đầu thầm nhủ sao lại xui xẻo như vậy chứ tiểu tử kia sao lại xui xẻo như vậy chứ linh cảnh hành giả bình thường có lẽ cả đời cũng không gặp được cấp s có lẽ cả đời sẽ chỉ gặp được một lần gặp chính là cả đời nhưng nguyên thủy tiểu tử này mới từ trong nhiệm vụ thí luyện cấp bắc sống sót quay đầu lại vào cấp s nhiều người đang yên đang lành đặt nguyên thủy thiên tôn cái gì cái tên này là người bình thường có thể chịu được Quan nhã lòng như lửa đốt cúp điện thoại, gọi vào số lý đông trạch. chương 119, công viên trò chơi kim thủy 1. Cô sau khi tan tầm sẽ không gọi điện cho tôi, để tôi đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Đông Trạch đang muốn bày ra cách nói năng trong hài hước không mất đi tao nhã, đã bị quan nhã thô bạo ngắt lời. Nguyên Thủy vào phó bản rồi, công viên trò chơi Kim Thủy. Cái gì, Lý Đông Trạch chợt cất cao decibel, hoàn toàn không còn tao nhã khi quan nhã nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng loảng xoảng hẳn là đội trưởng vội vàng đứng dậy đụng vào cái bàn làm đồ bị rơi ô ô mi gót ô mi gót lý đông trạch lặp lại lẩm bẩm đầu óc tràn đầy hỗn loạn thật sự là sợ cái gì đến cái đó trong phó bản nhiều người giai đoạn siêu phàm xuất hiện một cái cấp s phó bách phu trưởng cũng tốt lý đông trạch cũng tốt cho trương nguyên thanh phương án vượt qua bản cũ ước nguyện ban đầu là một chiêu chắc tay lo trước khỏi họa ai ngờ tiểu tử này thật sự vào phó bản cấp s giờ khắc này lý đông trạch lại nhớ lại sợ hãi cùng thấp thỏm bị đường hầm xà linh chi phối lý đông trạch hít sâu một hơi cưỡng chế lo lắng cùng nôn nóng cuồn cuộn trong lòng cùng bốc đồng mãnh liệt rất không tao nhã chửi má nó thấp giọng nói tôi biết rồi tôi rất lo lắng giống với cô nhưng không ai giúp được cậu ta điều chúng ta có thể làm chỉ có cầu nguyện cầu nguyện hắn không phải một người bạc mệnh cùng với chờ đợi trời sáng phó bản giai đoạn siêu phàm thời gian sẽ không quá dài, vì linh cảnh hành giả cấp bậc này cần ăn uống ỉa đái, nếu tất cả thuận lợi, trong 24 giờ có thể vượt qua phó bản. Trái lại, nói rõ người đã ngã xuống ở bên trong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bài đăng diễn đàn dám nói các hành giả chính phủ kia đã hy sinh. Rõ, quan nhã thở dài một tiếng, cúp điện thoại, cô dùng sức tung mình ở trên giường lớn mềm mại, giang chân cùng hai bàn tay, tạo hình chữ đại, nhìn trần nhà ngẩn người váy ngủ tơ lụa màu tím mềm mại dán sát thân thể mềm mại, phát họa ra đường cong dịu dàng chập trùng, làn váy chỉ che đến đùi, đôi chân thon dài trắng muốt mượt mà. Phiền chết mất, cô thấp giọng lẩm bẩm, Lý Đông chạy cúp điện thoại, im lặng vài giây, bật sáng màn hình điện thoại di động, gọi điện cho phó Bách phu Trường. Bách phu trưởng trẻ tuổi lúc cho phương án, từng thuận miệng phân phó một câu, nếu Nguyên Thủy Thiên tôn tiến vào linh cảnh, nhớ thông báo hắn. Phó Thanh Dương gần đây đang bận sứt đầu mẻ chán vì sự kiện hắc vô thường, còn có thể giúp thời gian chú ý nguyên thủy tiểu tử này, đủ thấy coi trọng. Biệt thự, ban công lộ thiên, linh quân mặc tiêu sái tùy ý, lười biếng cuộn mình ở sofa một người, trên đầu gối đặt một cái laptop. Ánh mắt hắn rời khỏi màn hình, nhìn về phía phó thanh dương đối diện, thở dài. Tôi nghe Tôn trưởng lão nói, boss sống lại kia là Tam đạo sơn nương nương trong miếu sơn thần của Đường Hầm xa Linh, cô ta ở trong linh cảnh thần giả du giết chóc khắp nơi, khiến lực lượng tầng cao tiết ra ngoài, xâm nhập một ít phó bản cấp thấp dẫn phát phó bản thay đổi. Ai có thể xuyên qua ở trong linh cảnh cấp bậc vị nương nương này so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn. Trong tay Phó Thanh Dương nâng ly rượu đế cao, nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi, thản nhiên nói. "Thái nhất môn tính ứng đối như thế nào? Tình báo Miếu Sơn thần, tôi ngay lúc đó đã cho chú Tôn rồi, các người hẳn là sớm đã có phòng bị." Linh Quân lắc đầu, đối với linh cảnh đã thay đổi cấp bậc độ khó, chúng tôi không có bất cứ biện pháp nào chỉ hy vọng các thần giả du có thể mau chóng vượt qua phó bản, cho ra phương án. Thái nhất môn chúng tôi vẫn là có rất nhiều nhân tài, trong thần giả du hoang dã, cao thủ cũng không thiếu. Về phần vị tam đạo sơn nương nương kia, liền xem cha tôi cùng các trưởng lão, có thể ở trong linh cảnh gặp cô ta, dập tắt ngọn nguồn hay không. Hoặc là, ở trong linh cảnh gặp được cảnh tượng ngang cấp với cô ta, lấy linh cảnh khống chế linh cảnh. Boss trong linh cảnh xuyên qua giữa linh cảnh khác nhau, hiện tượng này rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, rất nhiều năm trước chính phủ đã từng quan trắc được hiện tượng tương tự đây cũng là một trong những nhân tố phó bản linh cảnh thay đổi mặt khác bởi vì loại hiện tượng này hiếm thấy chính phủ phỏng đoán xuyên qua linh cảnh cần trả giá đắt đỏ nhưng suy đoán chưa được chứng thật dù sao tôi chỉ là một gã thú vương chuyện của thần giả du không liên quan tới tôi linh quân nhún nhún vai lúc này một em gái tai thỏ eo nhỏ chân dài ngực bữ mông cong đã đi tới cung kính đưa lên điện thoại di động dịu dàng nói thiếu gia điện thoại của ngài hoa công tử cảm khái nói tiền công tử thân ở bụi hoa trái ôm phải ấp làm người ta cực kỳ hâm mộ phó thanh dương không quan tâm hắn thấy là lý đông trạch gọi tới trong lòng hơi chấn động tiếp nghe nói chương 120, công viên trò chơi kim thủy hai bách phu trưởng nguyên thủy đã vào công viên trò chơi kim thủy vẻ mặt phó thanh dương có ngạc nhiên trong nháy mắt nhanh chóng khôi phục giọng điệu như thường nói biết rồi sáng mai cho tôi tin tức cúp điện thoại, hắn nhíu mày, thần dạ du kia dưới chướng tôi đã vào công viên trò chơi kim thủy. Linh quân ngẩn ra, an ủi, nén bi thương nén bi thương. Phó Thanh Dương lạnh như băng liếc hắn một cái, cậu làm sao biết hắn không thể sống sót đi ra. Linh quân cười ha ha, vậy chúng ta đánh cược một chút. Phó Thanh Dương trầm mặc, Linh quân cũng không dây dưa, nghĩ ngợi, nghiêm túc phân tích. Hắn đã vượt qua đường hầm xà linh, từng trải qua việc vượt qua cấp S, căn cứ cơ chế xứng đôi của linh cảnh, hành giả như vậy, xác suất bị phân phối đến phó bản yêu cầu cao độ lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần ở trong phó bản nhiều người thất bại vài lần, cho điểm sẽ giảm đi. Đáng tiếc, công viên trò chơi kim thủy là loại hình tử vong, hắn không có đường lui. Hình ảnh trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đặt mình trên quảng trường công viên trò chơi, đầu tiên chiếu vào mắt là vòng đu quay cao lớn, vật khổng lồ dạng bánh xe xoay chậm rãi chuyển động, trang trí ánh sáng lấp lánh phía dưới vòng đu quay là lộ thiên bãi trò chơi đụng xe, xích đu văng cùng thuyền hải tặc đặt song song ở hai bên bãi trò chơi đụng xe. Xa xa đối mặt với vòng đu quay là đường dây sắt thép uốn lượn như rồng, tàu lượn siêu tốc không có một bóng người dọc theo đường dây gào thét, như bên trên có người ngồi. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua công viên trò chơi, thấy được vòng xoay ngựa gỗ phát ra âm nhạc nhẹ nhàng du dương, tháp rơi tự do lên thẳng xuống thẳng, cùng với một ít kiến trúc lều phẳng xếp hàng hỗn độn. Mà hắn thì đứng ở giữa quảng trường, đỉnh đầu là màn đêm thâm thúy. Công viên trò chơi này lấp lánh đèn hoa, ánh đèn đan xen ra sắc thái như mộng ảo, mỗi một phương tiện đều đang vận chuyển, âm nhạc phát ra, rõ ràng không có một bóng người, lại giống như khắp nơi đều là người. Cô tịch mà lại náo nhiệt, mộng ảo mà kinh hoàng. Thật đẹp, Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên cạnh có người lẩm bẩm nói. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện là cô gái nhỏ, tuổi không lớn, mái tóc dài đen nhánh phủ qua vai, mặt trái xoan thanh lệ, mắt vừa to vừa sáng, chiếu ánh đèn lấp lánh như đá quý đẹp nhất trên đời. Cô gái dáng người chưa đầy đặn nhưng có vẻ đẹp như cành liễu đầu mùa xuân. Ở niên đại uốn tóc đi vào ngàn nhà vạn hộ này, loại đen dài thẳng thuần thiên nhiên này quý giá nha. Trương Nguyên thanh giật mình bởi giá trị nhan sắc hiếm thấy của cô gái, nhưng cũng không lưu luyến quá nhiều, nhìn về phía mấy vị linh cảnh hành giả khác. Linh cảnh hành giả lần này tiến vào công viên trò chơi kim thủy, tổng cộng có 7 vị. Giờ phút này, bọn họ nhìn xung quanh, hoặc nhìn phương tiện nơi xa sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Nguyên Thanh có thể lý giải loại tâm tình muốn mắng con mẹ nó này. Hắn đằng hắng cổ họng, hấp dẫn mọi người chú ý, cao giọng nói. Các vị, rất vui vì tới công viên trò chơi Kim Thủy, trong nhiệm vụ kế tiếp, chúng ta cần cùng nhau đối mặt nguy hiểm, cho nên, tuy mọi người bèo nước gặp nhau, cũng là đồng bạn thân mật nhất. Không bằng mọi người tự giới thiệu một phen, để chúng ta có cái hiểu biết lẫn nhau. Tôi đến trước, bản nhân Vương Thái, là một vị linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, từng trải qua bốn lần linh cảnh một người, bảy lần linh cảnh nhiều người, từng vượt qua một cái phó bản cấp A, A, cấp S, tôi trái lại muốn xem xem khó bao nhiêu. Thần thái bình tĩnh cùng giọng điệu tự tin của hắn, giống như có thể cuốn hút người ta, khi thong thả nói ra, đã xóa đi bối rối trong lòng mọi người. Loại thời điểm này, một đồng đội tràn đầy tự tin, có thể cho người ta cảm giác an toàn mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh rất hiểu kết giao, tự nhiên cũng biết sinh động không khí, ngừng tụ hảo cảm như thế nào hắn chỉ giới thiệu tên, không đề cập tới nghề nghiệp, là cân nhắc đến nghề nghiệp có tính mẫn cảm, trong tự giới thiệu mang theo nghề nghiệp, sẽ làm người tâm lý phòng bị mạnh từ chối ghép đôi. Thấy Trương Nguyên Thanh dẫn dắt tiết tấu, lập tức có người phụ họa. Có thể đi vào linh cảnh cấp S, đều sẽ không là tay mơ, mọi người đồng lòng hợp sức khẳng định có thể vượt qua, không có gì to tắt cả, tôi tên Hỏa Ma. Nói chuyện là một thanh niên nhuộm tóc đỏ, nhìn gầy như que củi, mắt nhỏ mà sắc, hai hàng lông mày xéo lên, cho người ta một loại cảm giác vội vàng sao động thô lỗ. Đây là hỏa sư nhỉ, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Người đàn ông mặc quần dài màu đen, áo nỉ đen, sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt nói, hà bá. Tôi tên tạ Linh Hy, cô gái đen dài thẳng giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng mang nụ cười, thanh thuần ngọt ngào. chương 121, độ khó cấp S1. Người đàn ông trung niên vẻ mặt chất phác, lặng lẽ ít lời nâng nâng tay, có chút câu nệ tự báo họ tên, xấu hổ làm cha. Gì, tuy ai đi linh cảnh tất nhiên thiên kỳ bách quái, nhưng tên của chú cũng quá hài hước rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh tràn ngập lời nói nhảm, thấy người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Anh đây là tên gì vậy? Thanh niên xã hội đi giày đu đô sau cùng quần bó nói thầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu, cao giọng nói. Tôi tên Tề Thiên Đại Thánh, mọi người gọi tôi Đại Thánh là được. Mọi người nhìn về phía một đồng bạn cuối cùng, đây là một người phụ nữ thành thục, 30 đến 35 tuổi, bộ ngực no đủ, mông tròn xoe, môi đỏ mọng như lửa cháy cùng phấn mắt nhạt quyến rũ mê người chín rồi ánh mắt hỏa ma cùng tề thiên đại thánh liên tiếp ngắm trộm hà bá áo nỉ đen vẻ mặt âm trầm xấu hổ làm cha nhìn trung thực nghiêm túc lắng nghe cô cười quyến rũ nói tôi tên tây thi sóng mắt lấp lánh đảo qua trương nguyên thanh như làm nũng như lấy lòng tiểu ca ca cậu phải dẫn dắt người ta nha tuổi chị so với gì trẻ của tôi còn lớn hơn tây thi đặt tên phù phiếm như vậy chị cũng không sợ không gánh được trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, trên mặt hào hùng vạn trường "Yên tâm, chúng ta là đồng bạn, mọi người cũng giống nhau." Đồng thời, hắn đối với phong cách của người phụ nữ này có hiểu biết bước đầu, là người phụ nữ rất am hiểu lợi dụng ưu thế giới tính. Sau khi tự giới thiệu, cảm giác xa lạ ngăn cách giữa mọi người hơi yếu bớt, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội nắm giữ chủ đạo, nói: "Phó bản cấp S nguy cơ trùng trùng, thừa dịp trước khi nguy hiểm tiến đến, chúng ta không ngại thảo luận một phen. Mọi người không phản đối?" Tây Thi sóng mắt lấp lánh đảo qua, dịu dàng nói. Có thành viên tổ chức chính phủ hay không, tôi nghe nói công viên trò chơi Kim Thủy đã xảy ra khác thường, độ khó thay đổi, nếu có phương án vượt qua phiên bản cũ thì tốt rồi. Không ai đáp lại vấn đề của Tây Thi, chỉ có cô gái trẻ tên là Tạ Linh Hy muốn nói lại thôi. Cảm giác tín nhiệm vẫn là không đủ nha, là không muốn bại lộ thân phận chính phủ, hay là trong hành giả ở đây trừ mình, không có ai bối cảnh chính phủ. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ nên đưa ra nhắc nhở hay không, liền nghe hà bà áo nỉ đen giọng điệu lạnh nhạt nói. Chúng ta tiến vào linh cảnh được vài phút rồi, linh cảnh không đưa ra nhắc nhở gì, cái này ý nghĩa muốn vượt qua, tất cả đều phải dựa vào chính chúng ta. Nếu các người biết một ít tin tức, tốt nhất đừng giấu giếm, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng. Tạ Linh Hy giơ tay biên độ nhỏ, nhỏ giọng nói. Tôi biết một chút tin tức phó bản phiên bản cũ, nội dung giới thiệu linh cảnh đã thay đổi. Cô là người tổ chức chính phủ, Trương Nguyên Thanh đánh giá cô gái trẻ. Hà bá nghe vậy, nhướng mày. Giới thiệu linh cảnh thay đổi tôi đại khái biết rồi, nguyên nhân công viên trò chơi kim thủy thay đổi độ khó, ngay trong giới thiệu linh cảnh, mọi người còn nhớ nội dung giới thiệu không? Tôi quên rồi, hỏa ma tóc đỏ gãi gãi đầu, Tây Thi nhìn hắn một cái, lặng yên kéo giãn khoảng cách, dịu dàng cười nói. Một vị tồn tại không thể miêu tả đi tới nơi này, là cô ấy thay đổi cấp bậc độ khó của công viên trò chơi kim thủy, cô ấy dặn dò linh trong công viên trò chơi, giúp cô ấy tìm một người, tên người kia là bốn chữ, sẽ là ai đây? Xấu hổ làm cha, nhịn không được nói. Tôi cảm thấy là ai không quan trọng, người này hẳn chỉ là câu chuyện bối cảnh. Quan trọng là, Linh, trong công viên trò chơi, có một loại khả năng, độ khó công viên trò chơi kim thủy tăng lên tới cấp S, là vì Linh được vị tồn tại kia thêm vào, trở nên đặc biệt cường đại hay không? Tề thiên đại thánh giày đu đô quần bó, phối hợp bộ vest nhỏ mắt sáng lên, tôi cảm thấy có đạo lý, chú, anh thật thông minh. Hà bá khẽ gật đầu, đã tán đồng ý kiến của người đàn ông trung niên nói như vậy chúng ta chỉ cần tránh đi hạng mục có nguyên tố khủng bố chọn lựa một ít phương tiện đơn giản thể nghiệm hẳn là có thể giảm bớt phiêu lưu hắn quay đầu hỏi tạ linh hy cô có biết chi tiết phương án vượt qua phiên bản cũ không nghe vậy trương nguyên thanh tính dành ở trước cô gái tung ra tin tức phiên bản cũ miễn cho quyền phát ngôn bị giảm đi nhưng vào lúc này trong đầu hắn đinh một tiếng vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở bởi vì ngài vừa rồi biểu hiện xuất sắc Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, ngài được bổ nhiệm làm đội trưởng tiểu đội, chú ý, trong đội ngũ ẩn giấu một kẻ tà ác, xin bảo đảm nhân số đội viên lớn hơn hoặc bằng 3, nếu không sẽ bị trừng phạt, kinh nghiệm cấp bậc trước mặt trừ sạch. Chú ý, xin che giấu tốt thân phận nhân vật của mình. Thế mà còn có nhiệm vụ ẩn. Trong đầu Trương Nguyên Thanh bay qua một chữ địch, mặt ngoài không biểu lộ gì, trong lòng lại chợt trầm xuống. Chương 122, độ khó cấp S2. Phương tiện trong phó bản nguy hiểm trùng trùng. Trong đội viên lại lẫn vào một người sói, độ khó tăng lên thẳng tắp. Nhiệm vụ ẩn của mình là bảo đảm số lượng thành viên không ít hơn 3 người, bởi vậy có thể đoán, nhiệm vụ của tên tà ác kia là khiến nhân số đội viên giảm bớt đến dưới 3, thậm chí toàn diệt. Nếu muốn bảo đảm tỷ lệ vượt ải, trước tiên lôi ra thanh lý ác đồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta không thể tự chứng minh thân phận, độ tín nhiệm giữa đội viên cũng không đủ, rất có thể trộm gà không được còn mất nắm thóc, ngược lại bị vu hãm thành sói. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy ai cũng không thể tin, ngay cả cô nương ngọt ngào tên tạ Linh Hy kia, giống như cũng biến thành sói khoác ra người. Đợi một chút, công viên trò chơi Kim Thủy là linh cảnh nhiều người, hướng toàn bộ nghề nghiệp, trong đội viên sẽ có nghề nghiệp tà ác hay không? Mà lấy sự đối lập giữa trận doanh, nghề nghiệp tà ác nhất định chính là ác đồ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hiện lên một ý tưởng tàn nhẫn, lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ ép ra thủ đoạn của các đội viên, ai là nghề nghiệp tà ác liền vừa xem hiểu ngay. Không, như vậy quá lỗ máng, sẽ làm sự việc trở nên không có dư địa quay về, hơn nữa, thực sự đơn giản như vậy sao, nhỡ đâu sai thì sao. Hắn lặng lẽ phun ra một hơi, bỏ qua ý tưởng triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ. Nếu trong đội ngũ không có nghề nghiệp tả ác, hành động này của hắn, tương đương trực tiếp phản bội đội viên, kế tiếp không cần chơi nữa. Nói cách khác, ta vừa phải dẫn đội viên hoàn thành hạng mục, vừa phải tìm ra kẻ tả ác. Thật không hổ là linh cảnh nhiều người cấp S nha, khó như miếu sơn thần khó trên ý nghĩa khác thường. Phó bản còn chưa bắt đầu, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã trở nên nặng nề. Tôi biết phương án vượt qua của phiên bản cũ, nhưng không phải mỗi một cái đều nhớ rõ. Tạ Linh Hy nói, ai ra, em gái nhỏ, em giỏi quá, em là thành viên tổ chức chính phủ nhỉ, không ngại chị đi cùng em chứ. Tây Thi, một người quá phận đơn thuần, một người lòng mang ý xấu. Trương Nguyên Thanh không biểu lộ gì đánh giá hai cô gái. Hà bá mặc áo nỉ đen, Lúc này, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, nói: "Cậu có ý tưởng gì?" Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói: "Bước đầu phán đoán, độ khó tăng lên là phương tiện chứa đựng nguyên tố thần quái, như vậy hạng mục khác có lẽ biến hóa không lớn, như vậy, chúng ta có thể căn cứ phương án vượt qua phiên bản cũ để chọn lựa một hạng mục độ khó rất thấp." Trong vẻ mặt âm trầm của Hà Bá lộ ra một tia khen ngợi, gật đầu nói: "Tôi chính là ý tứ này, không hổ là cao thủ trải qua nhiều linh cảnh." hắn tiếp theo nhìn về phía mọi người, mọi người không có ý kiến chứ. Mọi người đồng loạt gật đầu, như không có chủ kiến. Hà bá nói, cô gái trẻ, cô cảm thấy chúng ta nên lựa chọn phương tiện nào thể nghiệm. Tạ Linh Hy mím cái miệng nhỏ nhắn, con người đen lúng liếng nhìn quanh một phen, chỉ vào đường dây sắt thép uốn lượn như rồng, nói. Cái kia đơn giản nhất, nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, khóe mắt mọi người chợt nhảy dựng, Tây Thi cười miễn cưỡng, vì sao? Phương pháp vượt qua phiên bản cũ rất đơn giản, lên xe, toàn bộ hành trình nhắm mắt, tàu lượn siêu tốc đi hết ba lượt đường dây, liền kết thúc. Cái này, thanh niên xã hội tề thiên đại thánh ngẩng đầu nhìn mắt đường dây sắt thép cao lớn, có chút sợ hãi, chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ cách đó không xa, hỏi. Vậy cái này thì sao? Tôi cảm thấy cái này cũng rất an toàn. Tạ Linh Hy lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, vòng xoay ngựa gỗ chỉ có thể do trẻ con đi ngồi, người trưởng thành đi lên, liền vĩnh viễn không xuống được nữa, tuy cũng sẽ không có nguy hiểm tính thực chất, nhưng nó sẽ chuyển động mãi. Lên là đoàn diệt, Tề Thiên Đại Thánh yên lặng lui về phía sau một bước, không nói chuyện nữa. Vậy nếu mọi người có không ý kiến, liền lựa chọn tàu lượn siêu tốc đi." Hà Bá thản nhiên nói, hắn đột nhiên, "A, à, một tiếng. Có thể ghép vào công viên trò chơi Kim Thủy, thông minh bao nhiêu tôi không dám cam đoan, nhưng tuyệt đối không có một ai là ngu xuẩn nhỉ." Hà Bá người này đang cố ý vô tình tranh đoạt quyền phát biểu với mình, Tạ Linh hy thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng có thể ghép vào cấp S, sẽ có ai đơn thuần Tây Thi từ đầu tới đuôi đều đang thử thân phận người khác, bộ dáng lẳng lơ chưa chắc không phải giả bộ. Xấu hổ làm cha, bề ngoài thuần phát trung hậu, nhưng có thể một lời vào thẳng trọng tâm phân tích ra nguyên tố thần quái mới là mấu chốt nguy hiểm, nói rõ trong lòng hắn cũng không chất phát giống bề ngoài. Tề thiên đại thánh có chút nhát gan, có chút háo sắc, không có điểm sáng nào, nhưng cũng không phải loại loi choi. Trong nhóm người này, mình cảm thấy an toàn nhất là hỏa ma, nếu có thể xác định hắn là một vị hỏa sư. Trái lại, người này nguy hiểm nhất. Chương 123, độ khó cấp S3. Trương Nguyên Thanh phân tích đặc điểm của các đồng bạn, nâng tay, phụ họa nói, tôi không có ý kiến, liền tàu lượn siêu tốc đi. Trong bất tri bất giác, hắn thoáng buông ra bộ phận quyền chủ động, không mọi chuyện chủ động nữa, nhưng lại bảo trì độ sinh động nhất định. Hắn từng xem phương án, biết tạ Linh Hy không nói sai, tàu lượn siêu tốc nhìn như mạo hiểm, thật ra cách chơi đơn giản nhất. Đương nhiên, cách chơi tàu lượn siêu tốc có phải còn bảo trì nguyên dạng hay không, chưa biết nhưng phương tiện khác chẳng lẽ không có biến hóa tôi không có ý kiến tôi cũng không có ý kiến được rồi dù sao chơi cái gì cũng là chơi sau khi làm ra quyết định đoàn người tới tàu lượn siêu tốc dựa theo bảng hướng dẫn dẫn đường bọn họ xuyên qua thông đạo tiến vào kiến trúc phía dưới đường dây đây là một sảnh nhỏ không lớn bên trái cửa là tủ để đồ phía bên phải là cửa sổ bán vé khi mọi người đi vào sảnh nhỏ bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở đinh Ngài đạt được một tấm vé thể nghiệm tàu lượn siêu tốc, mời ở trong 5 phút đồng hồ đến tầng trên. Đinh, đã phong tồn vật phẩm dư thừa của các vị, mời ở sau khi hạng mục kết thúc, quay về tủ để đồ lĩnh. Thứ dư thừa, Trương Nguyên Thanh theo bản năng đi sờ viên thuốc nhỏ màu lam trong túi, phát hiện vẫn còn, hắn đang muốn thở phào, chợt nghe hỏa ma kinh hãi kêu lên. Ô vật phẩm không mở ra được, mọi người hoảng hốt, lập tức thử triệu hồi ô vật phẩm, lại phát hiện công năng này giống như không tồn tại. Tề Thiên Đại Thánh giọng điệu phát run, "Kỹ, kỹ năng của tôi cũng không dùng được, các người thì sao?" Trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên trầm xuống, theo bản năng thi triển Dạ Du, nhưng mà, lực thái âm bị phong ấn chặt chẽ trong cơ thể. Người khác đều tự thử, quả nhiên đã mất đi kỹ năng. Hiện tượng này khiến trong lòng các linh cảnh hành giả dị thường trầm trọng, không còn kỹ năng, bọn họ có cái gì khác với người thường. Lúc này, xấu hổ làm cha nói, "Kỹ năng chủ động không thể sử dụng, nhưng năng lực bị động vẫn còn." hơn nữa tố chất thân thể cũng của chúng ta không thay đổi. Đến cũng đến rồi, đi lên đi, Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đi lên bậc thang, mọi người trong lòng nặng trịch dọc theo bậc thang đi lên, tới mái kiến trúc, mái là một sân phẳng, trải hai đường dây, trên đường dây lẳng lặng đặt tàu lượn siêu tốc hai người ngồi. Các đội viên nhìn tàu lượn siêu tốc, trong lúc nhất thời trầm mặc, ai cũng chưa tỏ thái độ. Ai, lúc này liền cần mình kép tần China này làm gương mẫu, cái này phù hợp hình tượng mình ngay từ đầu bày ra trương nguyên thanh cười nói tôi một lần trước ngồi tàu lượn siêu tốc vẫn là lúc học sinh thích nhất chính là ngồi ở hàng đầu tiên ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người hắn đi lên chỗ ngồi hàng đầu tiên cài lên đai an toàn người khác khẽ thở phào cũng đều lên xe tôi có bệnh sợ độ cao tây thi ra vẻ đáng thương do dự một phen ở giữa trương nguyên thanh cùng hà bá chỉ thoáng do dự như vậy tạ linh hy đen dài thẳng đã đoạt đi vị trí bên cạnh trương nguyên thanh tây thi chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn hà bá trương nguyên thanh liếc cô người sau mỉm cười ngọt ngào đáp lại chờ mọi người cài xong đai an toàn hà bá hàng thứ hai thản nhiên nói nhớ rõ nhắm mắt xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng mở mắt đương nhiên nếu các người có ai muốn dùng sinh mệnh nghiệm chứng quy tắc tôi cũng rất hoan nghênh anh cái người này nói chuyện rất không dễ nghe hỏa ma bĩu môi trương nguyên thanh quay đầu nhìn thoáng qua đội viên phía sau hà bá cùng tây thi ngồi hàng thứ hai hàng thứ ba là xấu hổ làm cha cùng hỏa ma Tề thiên đại thánh có chút nhát gan tựa như bị xa lánh, một mình ngồi ở hàng thứ bốn. Lúc này, đường dây bật điện, đáy thùng xe truyền đến tiếng vang thùng, đoàn tàu lượn siêu tốc này bắt đầu chậm rãi hành động. Trương Nguyên Thanh trước khi thu hồi ánh mắt, thấy mọi người đều nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt, cảm thụ được thân xe bò đi ở trên đường dây, mới đầu rất thong thả, tựa như đang lên một đoạn đường dốc, sau khi tàu lượn siêu tốc tới đỉnh, ngừng lại. Ngay sau đó, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến, bên tai là tiếng gió mãnh liệt, cùng với tiếng kinh hô khe khẽ của Tây Thi. Trương Nguyên Thanh căng thẳng toàn thân, lắng nghe thanh âm bên tai, lẳng lặng đếm thời gian. Đại khái 2 phút sau, tàu lượn siêu tốc chạy như bay giảm tốc độ, tiện đà đình chỉ. Trương Nguyên Thanh mở mắt, thấy tàu lượn siêu tốc về tới trên sân bằng phẳng ở đỉnh kiến trúc, chưa xảy ra chuyện gì. Phù, hắn âm thầm phun ra một hơi, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Trong lòng dùng mình, quay đầu nhìn lại, nhất thời con người kịch liệt co rút lại. Hà bá ngồi ở hàng thứ hai, chỗ cổ trống trơn, đã mất đi đầu của bản thân. Hỏa ma hàng thứ ba, mặt đầy máu tươi, hắn run rẩy nâng lên cái đầu trong lòng, thanh âm phát run. Vô, vô dụng, nhắm mắt vô dụng, hà bá gắt gao nhắm mắt, vẻ mặt an tường, tựa như chưa cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Một cảm giác mắt lạnh nổi lên từ đáy lòng của mọi người. chương 124, tuyệt cảnh. Một, quy tắc nhắm mắt không có hiệu quả. Công viên trò chơi sau khi thay đổi thành cấp S, quy tắc phương tiện giải trí đã thay đổi. Mọi người thấy thi thể hà bá, cùng với cái đầu trong lòng hỏa ma, sắc mặt vô cùng khó coi. Theo tàu lượn siêu tốc dừng lại, sáu vị linh cảnh hành giả đồng thời thu được tiếng nhắc nhở. Thời gian mở ra vòng tiếp theo, 4 giờ 58, 20. 5 phút đồng hồ sau bắt đầu lượt tiếp theo, Tề Thiên Đại Thánh ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn cái xác không đầu của hà bá phía trước, sắc mặt có chút căng thẳng. Nếu quy tắc nhắm mắt không có hiệu quả, vậy lượt tiếp theo bắt đầu, trong chúng ta còn có người sẽ chết, phải nhanh chóng tìm ra quy tắc, mọi người có phát hiện gì không? Vẻ mặt hỏa ma còn lưu lại hoảng sợ, hắn ném cái đầu ra khỏi xe, có chút bực bội quay đầu quát. Toàn bộ hành trình nhắm mắt, ai phát hiện được quy tắc? Xấu hổ làm cha cho mày, nếu quy tắc nhắm mắt đã thay đổi, như vậy chúng ta cần một lần nữa tìm ra quy tắc, bằng không trong hai vòng kế tiếp còn có thể có người chết. Tây thi cắn cắn bờ môi đỏ mọng, từ khi chúng ta quyết định ngồi tàu lượn siêu tốc bắt đầu, ven đường tôi đã lưu ý, chưa tìm được bất cứ manh mối cùng tin tức nào có giá trị. Không có manh mối cùng tin tức, liền ý nghĩa không thể làm ra kế hoạch châm trích, chỉ có thể chọn dùng phương thức ngu ngốc nhất thử lỗi. Nhưng cái giá của thử lỗi, sắc mặt tề thiên đại thánh khó coi, linh cảnh cấp S, sao có khả năng cho tin tức vượt qua rõ ràng. Đơn giản như thế, vậy còn gọi là cấp S sao? Tạ Linh Hy ngẫm nghĩ, cũng phát biểu ý kiến của mình. Xin lỗi, là lỗi của tôi, chúng ta bị phương án vượt qua bản cũ lầm đường, bỏ lỡ một lần cơ hội tìm kiếm quy tắc. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, như vô cùng ái náy. Tề thiên đại thánh vội nói, không sao không sao, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, không có tin tức không đại biểu không có cách nào, thừa dịp chúng ta còn có thời gian, thảo luận một phen. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu quy tắc nhắm mắt đã thay đổi, như vậy đơn giản là hai cái khả năng, một, quy tắc tàu lượn siêu tốc biến thành một lần chết một người, hà bá chính là chứng minh. Hai, chúng ta nhắm mắt lại bỏ lỡ cơ hội quan sát mắt tây thì hơi sáng lên như nhìn hắn với cặp mắt khác xưa cho nên chúng ta kế tiếp không thể nhắm mắt nữa trương nguyên thanh nghe các đồng bạn thảo luận suy nghĩ bay xa đầu tiên bài trừ nguyên tố thần quái tuy kỹ năng chủ động bị phong ấn nhưng thân là thần dạ du cảm giác của mình đối với linh thể vẫn còn nếu là linh trong công viên trò chơi quấy phá mình không có khả năng không chút cảm ứng nhìn từ trước mắt tàu lượn siêu tốc vẫn là ba vòng một điểm này đã không thay đổi vậy quy tắc nhắm mắt vì sao sẽ thay đổi? Có lẽ, giết người không phải quy tắc, trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, nghĩ tới loại khả năng nào đó. Có thể là kẻ tà ác nấp ở trong đội ngũ gây nên, ác đồ bắt đầu giết người rồi hay không? Nhưng hắn cô ta là làm như thế nào? Lúc này, xấu hổ làm cha, nhìn hỏa ma, đột nhiên hỏi. Khi hà bá chết, cậu vì sao không lên tiếng nhắc nhở chúng tôi, chờ xe dừng mới nói. Hỏa ma nhướng mày, anh có ý tứ gì? Người đàn ông trung niên vẫn là bộ dáng mộc mạc hàm hậu, bình tĩnh nói tôi chỉ là tò mò. Hỏa ma trừng mắt với hắn, lớn tiếng nói ông đây đương nhiên cảm giác được, cái đầu đó đập ngay vào trong lòng tôi, nhưng tôi dám nói sao, dám mở mắt sao, nhớ đâu tôi vừa mở miệng nhắc nhở, một người sau chết chính là tôi thì sao. Xấu hổ làm cha không nói nữa, Trương Nguyên Thanh hỏi anh ta là chết khi nào, hoặc là nói đầu là rơi vào trong lòng anh lúc nào. Hỏa ma không do dự, lúc xông lên con dốc thứ hai. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Tây Thi, chị ngay tại bên cạnh anh ta có cảm giác được chỗ nào không thích hợp không? Tây Thi lắc đầu, tôi, tôi có bệnh sợ độ cao, rất sợ hãi, không lưu ý động tĩnh bên cạnh. Trương Nguyên Thanh nhíu mày thật sâu, nhìn từ phân bố chỗ ngồi, hung thủ có khả năng nhất là Tây Thi, hỏa ma cùng xấu hổ làm cha. Tề Thiên Đại Thánh cách một vị trí cơ bản có thể bài trừ, lấy tố chất thân thể giai đoạn siêu phàm, không có khả năng lắm cởi bỏ đai an toàn vượt qua hỏa ma cùng xấu hổ làm cha hàng trước, giết chết hà bá hàng thứ hai. Không nói đến dễ dàng bị hai người phát hiện, chỉ bằng động năng của tàu lượn siêu tốc, đã có thể hất văng hắn ta. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu lấy ánh mắt hướng về phía cô gái nhỏ nhắn, lấy chiều cao, xải tay của cô, muốn quay đầu giết người, phải tháo dây an toàn. Cho nên khả năng là cô ấy cũng không lớn. Chương 125, tuyệt cảnh. 2, kế tiếp chính là nghiệm chứng hỏa ma có nói láo không, xác nhận hà bá có phải thật sự chết ở đoạn thời gian đó hay không thưa dịp lượt thứ hai còn chưa bắt đầu trương nguyên thanh nhắm mắt ở trong đầu nhớ lại hình dáng của cha nếu hà bá không phải chết ở lúc tàu lượn siêu tốc cao tốc chạy như bay như vậy đoạn thời gian giết người của hung thủ nhất định là ban đầu thong thả đi lên lúc này động năng của tàu lượn siêu tốc không lớn mà mình có thể thu thập được thanh âm là có thể trực tiếp khóa mục tiêu hung thủ theo đường nét khuôn mặt của cha dần dần rõ ràng trái tim trương nguyên thanh đập bịch một cái bộ não sôi trào hình ảnh từ mới vào linh cảnh bắt đầu phát lại từng cảnh một hắn vừa nhai nuốt những hình ảnh này vừa kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc bọn họ ngồi lên xe chờ tàu lượn siêu tốc ghế đôi chậm rãi khởi động trương nguyên thanh liền không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào nữa bởi vì giờ phút này nhắm mắt lại nhưng tiếng động là sẽ không biến mất hắn bắt giữ được nhịp tim cùng hơi thở của bảy người tiếp theo là tây thi kinh hô ngắn ngủi tàu lượn siêu tốc lao xuống thẳng tắp ở trong tiếng ầm ầm lao về phía con dốc cao thứ hai đúng lúc này một nhịp tim ở hàng sau biến mất a à, anh làm sao vậy tạ linh hy kinh hô một tiếng ngạc nhiên nhìn đồng bạn trong mũi chảy ra máu tươi thành viên khác cũng dừng tranh luận đều nhìn tới không sao không sao trương nguyên thanh khua tay lau máu mũi cố nén đầu óc có rút đau đớn cười nói tôi người này từ nhỏ đã quen chảy máu mũi nhất là gặp được cô nương xinh đẹp tạ linh hy nghe vậy có chút ngượng ngùng tây thi hỏa ma ném đến ánh mắt nghi ngờ, người đàn ông trung niên xấu hổ làm cha chỉ liếc hắn một cái, tề thiên đại thánh hàng ghế cuối cùng thì mượn cơ hội liếc vài lần khuôn mặt tạ linh hy cùng ngực tây thi. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì thần thái bình tĩnh, trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Tình huống hà bá tử vong chứng minh, kẻ tà ác có thủ đoạn giết người đặc thù. Trong im lặng lấy đầu người ta, không phát ra bất cứ động tĩnh gì, vậy thì có chút khủng bố rồi. Phải nghĩ cách ngăn cản hắn, một lượt giết một người, sau ba lượt, trong đội ngũ chỉ còn lại có bốn người mà chúng ta ít nhất còn có một hạng mục giải trí thế này làm sao chơi thực đến một bước này hầu như là cục diện nhất định phải chết nếu giết người không phải kẻ tà ác mà là quy tắc của tàu lượn siêu tốc kết cục vẫn là tương tự trương nguyên thanh càng nghĩ càng lo âu đầu cũng sắp toát ra mồ hôi lạnh mỗi người đều có hiểm nghi bao gồm tạ linh hy bên cạnh mình cùng tề thiên đại thánh hàng cuối cùng ánh mắt trương nguyên thanh lướt qua mọi người tạ linh hy nhíu mày trầm ngâm Tây Thi sắc mặt bất an, người đàn ông trung niên lặng lẽ không nói, Tề Thiên Đại Thánh trong mắt che giấu hoảng hốt, cùng với hỏa ma hùng hùng hổ hổ. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy những người này đều đang diễn trò, toàn bộ đều mang ý xấu. Nguy cơ của phó bản này không chỉ là phương tiện giải trí, còn có nội bộ linh cảnh hành giả. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn hùng hùng hổ hổ, đồng thời, trong lòng hắn lại hiện lên một nghi hoặc vì sao người chết là Hà Bá. Kẻ ta ác giết người ngẫu nhiên, hay là có nguyên nhân khác. Giả thiết mình là người sói, mình có một lần cơ hội giết người ngẫu nhiên, mình sẽ giết ai? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có đáp án. Giết người thông minh nhất trong đội ngũ, nếu như vậy, một người sau chết chính là mình. Ra đầu Trương Nguyên Thanh phát tê, Hà Bá và hắn đều rất tích cực, dẫn dắt tiết tấu, phân tích, nắm trong tay quyền chủ đạo, nhiễm nhiên là tồn tại cầm đầu trong đội ngũ. Bây giờ Hà Bá đã chết, mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là hắn. Một bên khác, Tây thì có chút vội vàng nói, chỉ có một phút đồng hồ, mau làm quyết định đi, kế tiếp làm thế nào. Là tiếp tục nhắm mắt, hay là mở mắt, tạ Linh Hy giơ tay biên độ nhỏ, thấp thỏm đề nghị. Không bằng chúng ta bỏ phiếu, hỏa ma lớn tiếng nói, tôi chọn mở mắt, tôi không muốn lại có tình huống đầu người lăn đến trong lòng tôi nữa, hoặc là đầu của mình ù ù cả cạc bị hái xuống. Mở mắt, chúng ta còn có một tia sinh cơ, nói không chừng có thể tổng kết ra quy tắc trong mắt tây thi chứa sự chờ mong nhìn trương nguyên thanh một lần thấy hắn chưa nói gì đành phải nói tôi cũng cảm thấy mở mắt tốt hơn nhắm mắt cảm giác quá mức không ổn xấu hổ làm cha im lặng vài giây tôi đồng ý tạ linh hy tôi cũng đồng ý tề thiên đại thánh thấy thế liền biết lá phiếu của mình đã không còn ý nghĩa tôi xem ra không có lựa chọn rồi mở mắt nếu tàu lượn siêu tốc thay đổi quy tắc giết người thì thôi nếu giống với mình đoán là kẻ tà ác đang giết người vậy các người đã nghĩ hậu quả của mở mắt chưa? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, chương 126, quyền lực của đội trưởng. Hắn suýt nữa muốn thẳng thắn chân tướng trong đội ngũ có gián điệp, nhưng linh cảnh đã cho nhắc nhở, yêu cầu che giấu tung tích. Cái này đã là bảo hộ đối với kẻ tà ác, cũng là bảo hộ đối với đội trưởng, dù sao không phải trò chơi nào đó trong hiện thực, mọi người ngay từ đầu đã biết có sói, cần tìm sói. Bản thân chính là tiểu đội lâm thời tạo thành, người nói cái gì thì tin cái đó che giấu tung tích rõ ràng là cơ chế cân bằng của phó bản vì tiện lộ ra nhớ đâu kích hoạt cơ chế trừng phạt làm sao bây giờ nhưng lại không thể để bọn họ tiếp tục bởi vì thua không nổi mình nghĩ được một biện pháp nhưng phiêu lưu rất lớn trương nguyên thanh không do dự nữa trầm giọng nói có một loại khả năng như vậy hay không nếu tôi là nói nếu nếu quy tắc nhắm mắt không thay đổi các người nghĩ tới hậu quả chưa một vòng trước chỉ chết một mình hà bá kế tiếp còn có hai vòng cùng lắm thì chết hai người nữa toàn diệt cùng chết hai người chọn như thế nào không cần tôi nói nữa nhỉ mọi người trầm mặc trường hợp lâm vào cục diện bế tắc thấy không có ai tranh cãi trương nguyên thanh khẽ thở phào liền nói ngay tôi còn có một biện pháp tây thi lộ vẻ mặt vui mừng biện pháp gì chọn lựa ra một người ở lại bình đài quan sát người khác tiếp tục nhắm mắt ngồi tàu lượn siêu tốc như vậy đã có mắt quan sát người trên xe lại không cần mạo hiểm tránh cho nguy hiểm đoàn diệt mọi người ngẩn ra hỏa ma nhíu mày bực bội nói trong tin tức phó bản quả thật chưa nói gì phải cùng nhau thể nghiệm phương tiện nhưng cũng chưa nói có thể anh hẳn là biết cái này ý nghĩa phiêu lưu linh cảnh sẽ không rõ ràng minh bạch nói cho ngươi toàn bộ quy tắc để ngươi từng bước đi làm nào có chuyện hời như vậy ví dụ như đưa ra tin tức là tổ đội nhưng sẽ không nói cho ngươi không tổ đội sẽ như thế nào có lẽ không có việc gì có lẽ thoát ly đội ngũ chính là chết tôi biết trương nguyên thanh chậm rãi nói cho nên phiêu lưu này tôi đến gánh vác tôi lưu lại nói xong hắn nhìn chằm chằm các đội viên lúc này ai phản đối người đó chính là hung thủ tôi không có ý kiến tôi cũng không có ý kiến tiểu ca ca phải dựa vào anh đó vương thái cậu phải cẩn thận không ai phản đối hung thủ thông minh hơn so với trong tưởng tượng của mình trương nguyên thanh thấy thế bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng thuận thế tháo đai an toàn bước ra khỏi tàu lượn siêu tốc nếu ở lại có phiêu lưu như vậy hung thủ một vòng này tương đương với có thể giết hai người ở dưới tình huống đại bộ phận mọi người đều đồng ý, lựa chọn thuận nước đẩy thuyền là cử chỉ sáng suốt, cho nên hung thủ rất thông minh. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, ở lại mặc dù có phiêu lưu, nhưng ngồi ở trên xe nhất định phải chết không thể nghi ngờ nha. Lúc này, đếm ngược chấm dứt, đáy tàu lượn siêu tốc thùng một tiếng, chậm rãi cử động. Toàn thân Trương Nguyên Thanh căng thẳng, vừa cảnh giác nguy hiểm có thể tồn tại xung quanh, vừa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc thong thả đi lên. Thanh âm không thể đưa ra phản hồi nhưng hình ảnh nhất định có thể chỉ cần hung thủ dám giết người hắn liền lập tức dẫn phát bệnh cũ lôi đối phương ra hắn không tin hung thủ dựa vào ý niệm giết người bởi vì cái này không phù hợp cơ chế cân bằng tàu lượn siêu tốc sau khi bò đến đỉnh điểm bỗng nhiên lao mạnh xuống dưới khi vận động tự do rơi xuống đất tây thi trên xe một lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi ầm 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 ở dưới trương nguyên thanh nhìn chăm chú tàu lượn siêu tốc gào thét chạy như bay ở trên đường dây sắt thép uốn lượn như rồng hai phút sau giảm tốc quay về bình đài tàu lượn siêu tốc vừa dừng lại đội viên trên xe liền lập tức mở mắt sắc mặt căng thẳng nhìn quanh trước mặt sau lưng chưa ai chết lần này chưa ai chết tây thi bất ngờ kêu ra tiếng người khác vẻ mặt đầy vui mừng thần sắc căng thẳng thả lỏng ra tạ linh hy chớp đôi mắt đẹp cười hỏi anh có quan sát được hiện tượng nào không các đội viên lập tức nhìn về phía trương nguyên thanh ánh mắt bao hàm chờ mong quả nhiên như mình dự liệu giết người không phải quy tắc là hung thủ. Trương Nguyên Thanh nói, tôi chưa thấy cái gì hết, hắn đang mịt mờ ám chỉ các đồng đội, quy tắc nhắm mắt đã chưa thay đổi, vậy hà bá chết như thế nào? Dùng đầu óc các người nghĩ xem, nghe vậy, các đội viên đột nhiên trầm mặc như có chút suy nghĩ. Trong 5 phút đồng hồ kế tiếp, mấy người biểu hiện đặc biệt trầm mặc không có trao đổi, không có thảo luận, sau đó ở dưới Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú, hoàn thành vòng thứ ba Phù, kết thúc rồi, Tây Thi sốt ruột không chờ nổi cởi bỏ đai an toàn, Xài đôi chân dài, như chạy trốn bật xuống khỏi tàu lượn siêu tốc. Trương Nguyên Thanh nhìn nhìn cô, chờ đồng đội còn lại rời khỏi tàu lượn siêu tốc, hắn tâm tình vui vẻ cười nói. Tới tôi rồi, các vị ở nơi này chờ một lát. Trương 127, bãi đỗ xe ngầm một Tàu lượn siêu tốc giảm tốc, dừng ở sân mái nhà. Trương Nguyên Thanh cởi bỏ đai an toàn, hội hợp với đội viên chờ ở một bên. Bước chân lên nền xi măng, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm khái cùng mỏi mệt vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng là hoàn thành một hạng mục giải trí chỉ chết một đồng đội còn ở phạm vi có thể khống chế ai thiếu chút nữa toàn quân bị diệt quá khó rồi nhiệm vụ cấp s quá khó rồi trương nguyên thanh mệt lòng muốn khi hắn nhìn thấy mọi người cũng là vẻ mặt mệt lòng nhất thời liền cân bằng lúc này trong đầu trương nguyên thanh thu được tiếng phó bản nhắc nhở ngài đã hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu tàu lượn siêu tốc ngài thành công kích hoạt chuỗi nhiệm vụ hãi hùng khiếp vía phương tiện giải trí của series này vì tàu lượn siêu tốc bãi đỗ xe trong lòng đất nhà ma minh hôn sân thám tử suy luận mời ở trong nửa tiếng tới nơi thứ hai nhà nhà ma nghe tiếng nhắc nhở trong đầu sắc mặt trương nguyên thanh lập tức cứng ngắc tạ linh hy tây thi người đàn ông trung niên hỏa ma cùng tề thiên đại thánh nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất tàu lượn siêu tốc là series hãi hùng khiếp phía trong series này có nhà ma trương nguyên thanh chợt nhìn về phía cô gái nhỏ đen dài thẳng Cùng lúc đó, trong đầu hắn một lần nữa thu được tiếng nhắc nhở. "Đinh, ngài thành công dẫn dắt đội viên hoàn thành một nhiệm vụ, ngài có một lần cơ hội chấp hành quyền lực đội trưởng, mời chỉ ra kẻ tà ác giấu ở trong đội viên, kẻ bị chỉ định sẽ bị gạt bỏ. Trong 30 giây không làm ra lựa chọn, coi như bỏ qua cơ hội này." Chỉ định hung thủ, gạt bỏ. Trương Nguyên Thanh nghe tiếng nhắc nhở bên tai, mặt ngoài không biểu lộ gì, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đó đã cảm thấy kỳ quái phó bản sắp xếp cho hắn một cái nhân vật đội trưởng, lại phải giữ kín không nói ra, không thể đẩy tên gián điệp ra, như vậy thân phận đội trưởng có ý nghĩa gì? Bây giờ biết rồi, quyền lực của đội trưởng ở đây. Nhân vật của mình có quyền lực gạt bỏ, kẻ ta ác tất nhiên cũng có thủ đoạn tương tự, cho nên hà bá chết không minh bạch. Nhưng quyền lực của mình cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể làm thử, hung thủ muốn sử dụng năng lực, hẳn là cũng có điều kiện, điều kiện của hắn là cái gì? Không có khả năng cho không một cái danh ngạch gạt bỏ đầu óc trương nguyên thanh nhanh chóng vận chuyển mình đã từng nhớ lại hình ảnh sau khi tiến vào phó bản chưa phát hiện khác thường điều kiện hung thủ kích hoạt quyền lực gạt bỏ hẳn là phương thức không bắt mắt chỉ có chính hắn biết đến chém ai đây độ tư duy sinh động của trương nguyên thanh bùng nổ hắn rất nhanh tập trung ba nhân vật tạ linh hy hỏa ma tây thi mà trong ba người này hắn muốn chém nhất em gái đen dài thẳng tuy đây là một tiểu mỹ nhân sinh sắn ta thấy là thương nhưng sau khi nghe được trong hạng mục thể nghiệm sau đó có nhà ma Trương Nguyên Thanh vừa rồi quả thật nhịn không được muốn chỉ điểm giết cô. Nhưng đây chỉ là bốc đồng nhất thời. Trong phương án vượt bản phiên bản cũ không có cái gọi là series, ít nhất chưa ghi, đây là biến hóa công viên trò chơi kim thủy sau khi thay đổi độ khó dẫn phát. Tạ Linh Hy quá nửa cũng là không biết, lấy độ khó linh cảnh cấp S, có lẽ mặc kệ chúng ta lựa chọn thể nghiệm phương tiện giải trí nào, kết quả đều sẽ vào nhà ma, không tránh thoát được, nhiều nhất là thứ tự nhà ma không giống nhau. Trước mắt tin tức quá ít, Muốn lôi ra kẻ tà ác gần như là không thể, một nửa dựa vào suy luận, một nửa dựa vào đoán, nắm chắc không lớn. Nhỡ đâu chỉ sai, tổn thất vô ích một đội viên, ngược lại hãm bản thân vào bất lợi, nhưng nếu cái gì cũng không làm, một người sau chết tuyệt đối là mình nhỉ, không chừng vận khí tốt chỉ ra hung thủ thì sao? Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết nên dựa vào cảm giác để mạo hiểm một lần, hay là vướng vàng quan sát một chút nữa. Hai lựa chọn đều phải gánh vác phiêu lưu tương ứng. Nếu thân là đội trưởng mình không làm ra quyết định, như vậy tên gián điệp thân là kẻ tà ác, giờ này khắc này, hắn là nghĩ thế nào? Trương Nguyên thanh tính đổi cái góc độ suy nghĩ vấn đề. Nhiệm vụ ẩn của hắn hẳn là giết người, nhưng không thể xác định hắn có biết đội trưởng tồn tại hay không, phương diện này trước không cân nhắc. Vừa rồi mình nói chưa quan sát được khác thường, phương án nhắm mắt không thay đổi, đây là ám chỉ rất rõ ràng. Hung thủ không ngu, hắn hẳn là biết mình hoài nghi trong đội ngũ xuất hiện gián điệp, như vậy kế tiếp hắn sẽ lựa chọn cẩn thận, sau đó tìm kiếm cơ hội thích hợp giết mình, cơ hội thích hợp là khi nào, điểm ấy rất quan trọng. Thân phận nhân vật là nhiệm vụ ẩn, cũng không phải nhiệm vụ chủ tuyến, hung thủ cũng cần cân nhắc giết người quá nhanh, khiến trong nhiệm vụ kế tiếp phiêu lưu của bản thân tăng lớn. Chương 128, bãi đỗ xe ngầm 2. Công viên trò chơi kim thủy là độ khó cấp S, Trương Nguyên Thanh không tin nhiệm vụ của kẻ tà ác chỉ là giảm bớt thành viên đội ngũ. Đơn giản như vậy, vậy thì không phải cấp S. Dọc theo lối suy nghĩ này tiếp tục nghĩ, ở sau khi phát hiện như thế nào cũng không thể tránh đi nhiệm vụ thần quái đáng sợ, hung thủ không có khả năng lớn giết người tần suất dày, bởi vì hắn cần đồng bạn, cần vật hy sinh, mà mình biểu hiện ra năng lực nhất định, chính là lựa chọn rất không tệ. Cho nên, thời cơ giết mình hẳn là ở sau khi vượt qua nhà ma, hoặc trong quá trình. Ừm, những thứ này đều là phỏng đoán của mình, còn đợi nghiệm chứng, vừa lúc dùng, bãi đỗ xe ngầm để thử hắn. Cách nhiệm vụ kế tiếp còn có nửa giờ, thừa dịp cơ hội này lại thăm dò một lần. Sau khi nghĩ rõ ràng, Trương Nguyên Thanh quyết định bỏ qua quyền lực đội trưởng một lần này. Địch, đến cuối cùng vẫn là tránh không khỏi nhà ma. Trên quảng trường, tiếp thu được linh cảnh nhắc nhở, tâm tính hỏa ma có chút sụp đổ, hắn tức giận nhìn cô gái nhỏ xinh xắn, mụ nội nó, sắp bị cô hại chết rồi. Tạ Linh Hy chu cái miệng nhỏ, ấm ước nói, tôi, tôi cũng không muốn, tôi cũng không biết linh cảnh cấp S sẽ biến thành như vậy, tôi lại chưa từng tới hỏa ma bực bội giật giật mái tóc màu lửa đỏ hùng hổ nói sớm biết đã không nên nghe lời cô ra chủ ý bừa bãi làm sao bây giờ nhà ma khẳng định cực kỳ nguy hiểm phương án vượt bản phiên bản cũ là cái gì tôi cảm thấy mọi người nên thương thảo một phen tạ linh hy lắc đầu tôi tôi không biết công viên trò chơi quá nhiều phương tiện tôi chỉ nhớ một bộ phận không biết cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng coi tôi là trẻ con ba tuổi sao hỏa ma nổi giận anh hung dữ như vậy làm gì Tạ Linh Hy lá trã trực khóc, cô thoạt nhìn 17-18 tuổi, hẳn vẫn là học sinh cấp 3, bị hỏa ma giống lên một trận, vừa ấm ức vừa vô tội, bộ dáng sắp khóc lên. Đủ rồi, người đàn ông trung niên khuôn mặt thuần phát hàm hậu hiếm thấy trở nên chủ động, quát bảo ngăn cản hai người khắc khẩu. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía hỏa ma, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng hiểu biết công viên trò chơi sau khi độ khó thay đổi, việc này không trách cô ấy, với lại, trước đó lựa chọn tàu lượn siêu tốc là kết quả biểu quyết của mọi người người đàn ông trung niên nói có lý nhưng hỏa ma tính tình nóng này căn bản không nghe khuyên bảo trợn mắt nhìn lão tử nói chuyện liên quan gì tới anh cần anh ở nơi này đóng vai người tốt không phải đóng vai người tốt chỉ là muốn bảo cậu câm miệng cậu nếu không muốn câm miệng tôi có thể giúp cậu người đàn ông trung niên bề ngoài thành thật chất phác này trong mắt chợt lóe lên sự hung dữ rồi biến mất trương nguyên thanh thấy thế biết mình nên ra mặt rồi vội đi lên phía trước chắn ở giữa hai người cười nói Bình tĩnh bình tĩnh, tranh cãi nữa, nửa giờ sẽ qua. Chú, nể mặt cháu, chờ vượt qua công viên trò chơi kim thủy, cháu mời chú uống rượu. Anh Hỏa, rời khỏi linh cảnh, anh cứ tìm em, em là người Dương Thành, Dương Thành gà bạch thiết ngon nhất, da non thịt mềm, hơn nữa rất nuột. Một đoạn nói chêm chọc cười, cợt nhà này của hắn đã làm nhạt đi bầu không khí Dương Cung bạt kiếm. Hỏa ma và người đàn ông trung niên mượn dốc xuống lừa, lướt qua việc này. Một bọn sáu người dựa theo bảng hướng dẫn, rời khỏi quảng trường đi qua bên trong công viên trò chơi ánh đèn sáng lạn cơn gió xe lạnh từ từ thổi tới bầu trời tối đen tựa như một tấm màn thiên nga đen vô biên vô hạn không có sao không có trăng ánh đèn mộng ảo mà lấp lánh của công viên trò chơi là nguồn sáng duy nhất của thế giới này tàu lượn siêu tốc không ai ngồi ầm 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 chạy như bay ở trên đường dây đu văng cùng thuyền hải tặc không ngừng lắc lư ngựa gỗ xoay tròn ở trong tiếng nhạc vui vẻ từ từ chuyển động xe đua và đụng không ai điều khiển ở trên sân lao ngang dọc, va chạm với nhau. Khung cảnh lập tức từ mộng ảo như câu chuyện trẻ thơ, trở nên âm trầm. Dọc theo đường đi, không có ai nói chuyện, không khí giữa đội viên vô cùng trầm mặc, cứng ngắc, mọi người duy trì khoảng cách nhất định với nhau, đã không xa cũng không gần. Rất hiển nhiên, bọn họ đã nghe hiểu ám chỉ của mình, bắt đầu hoài nghi cái chết của Hà Bá, kế tiếp mình cần lần lượt thử, ai, không thể bại lộ thân phận rất phiền toái. Trương Nguyên Thanh thật ra đã không để ý thân phận đội trưởng của mình có thể bị đoán ra hay không. Bởi vì không quan trọng, kẻ tà ác một khi có cơ hội thích hợp, người đầu tiên giết chính là hắn, không có bất cứ sự do dự nào. Hắn bước nhanh đi về phía tạ Linh Hy, nói, em gái Linh Hy, em là học sinh cấp 3 sao, người ở nơi nào. chương 129, mọi người đều phải chết một. Em là người tỉnh Giang Nam, Vương Thái Ca em năm nay lớp 12. Thực khéo, anh là sinh viên Đại học Giang Nam, chúng ta trao đổi số điện thoại di động đi chờ vượt qua công viên trò chơi kim thủy anh có thể phụ đạo em làm bài tập tiến hành giảng bài tư nhân một trọi một hay quá vậy em có bạn trai chưa vì sao hỏi như vậy nếu có bạn trai thì không tiện giảng bài tư nhân đối với em a à, vì sao chị tây thi chị là làm công việc gì vậy chị là y tá y tá mặc vào đồng phục bị tiêm loại y tá đó sao trên mặt trương nguyên thanh làm ra vẻ mặt rất khâm phục em kính trọng nhất thiên sứ áo trắng. Tây thi sóng mắt lấp lánh, vẻ mặt quyến rũ, như có điều ám chỉ nũng nịu nói. Thật ra, cũng không cần kính trọng như vậy, chỉ càng thích đàn ông cuồng dã hơn, thô lỗ một chút, tận tình chi phối chị. Trương Nguyên Thanh trầm mặc một phen, nở rộ nụ cười, có rảnh cùng nhau ngủ. Trương Nguyên Thanh tiếp theo đi về phía xấu hổ làm cha, như nói chuyện phiếm nói. Chú, chú có phải có con gái hay không? Người đàn ông trung niên nheo mắt, ừm một tiếng. Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi, ngài cùng con gái quan hệ nhất định rất kém nhỉ khuôn mặt trung hậu của người đàn ông trung niên nháy mắt âm trầm lạnh nhạt nói chuyện không liên quan cậu xin lỗi xin lỗi kéo giãn khoảng cách với người đàn ông trung niên hắn rất nhanh đuổi theo thanh niên tóc đỏ đằng trước người này gầy như que củi mắt nhỏ mà sắc hai hàng lông mày bay xéo cho người ta một loại cảm giác vội vàng sao động thô lỗ trương nguyên thanh sau khi khen tặng vài câu hỏa ma liền lộ ra nụ cười Cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất êm tai, nguyện ý nói chuyện với hắn. Khi Trương Nguyên Thanh hỏi ý kiến của hắn đối với các đồng đội, Hỏa Ma Tùy Tiện nói. Mấy người đồng đội này đều không quá bình thường, cô gái nhỏ toàn bộ hành trình giả bộ đáng thương, cô gái ngực to thoạt nhìn ai cũng có thể trịch. Nhưng lão tử vừa rồi ở trên sân tàu lượn siêu tốc hỏi cô ấy muốn đi xuống làm một nháy hay không, cô ta không thèm để ý đến anh. Ông chú kia thoạt nhìn không giống người tốt nhất, nói xong hỏa ma quay đầu liếc một cái bạn trẻ tinh thần tề thiên đại thánh đi theo bên người tạ linh hy hiến ân cần vẻ mặt khinh thường đây là thằng chứng giái không có tác dụng gì người anh em vương thái anh thấy trong đội ngũ này chỉ mày thuận mắt nhất quá khen quá khen anh hỏa em cũng cảm thấy chị anh đáng tin nhất trương nguyên thanh cuối cùng tới gần bạn trẻ có tinh thần đi giày đu đô mặc quần bó nói đại thánh à mượn một bước nói chuyện tề thiên đại thánh lưu luyến nhìn tạ linh hy một cái theo trương nguyên thanh đi sang một bên Chuyện gì, hắn ném tới ánh mắt dò hỏi về phía người trẻ tuổi rất biết xã giao này. Anh cảm thấy hai cô nàng này thế nào? Trương Nguyên Thanh cười hề hề nói. Tề Thiên Đại Thánh nhìn tạ Linh Hy một cái, xinh đẹp, cái mông nhỏ rất cong, chỉ là ngực nhỏ. Lại nhìn Tây Thi, ngực to, mông tròn, chỉ là không thích quan tâm người khác. Về phần hỏa ma và người đàn ông trung niên, Tề Thiên Đại Thánh cho rằng người trước tính cách nóng này, không dễ ở chung, chỉ dám nhìn từ xa. Người sau lặng lẽ ít lời, nhưng ngẫu nhiên có thể cho ra đề nghị không tệ. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhỏ giọng nói, nếu em chết, anh nghĩ mọi cách, xử lý ông chú kia, hắn là nghề nghiệp tà ác. Tề thiên đại thánh kinh ngạc, mắt hơi trợn lên, theo bản năng há mồm, lại lập tức ngậm lại, sắc mặt trở nên cảnh giác cùng cẩn thận. Mười phút sau, đoàn người đi vào bãi đỗ xe ngầm phía tây công viên trò chơi, dừng lại ở đầu sườn dốc. Xuyên thấu qua sườn dốc xuống phía dưới, mọi người thấy ánh đèn sáng choang trong nhà để xe, mơ hồ có thể thấy được từng chiếc xe phủ bụi sắp xếp có trật tự. Trong nhà để xe tràn đầy tĩnh mịch, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía tạ Linh Hy, thay mọi người đặt câu hỏi. Một cửa này phương án vượt qua là cái gì? Thấy mọi người nhiệt tình trông lại, tạ Linh Hy mím môi, dùng giọng nói trong vắt ngọt ngào của thiếu nữ nói. Ở trong phương án vượt bản phiên bản cũ, các linh cảnh hành giả cần thông qua bãi đỗ xe ngầm, ở trong quá trình này, có một autobus sau cách mỗi 3 phút xuất hiện một lần, nó sẽ đuổi theo linh cảnh hành giả tiến vào bãi đỗ xe, người bị đuổi kịp đào thải. Linh cảnh hành giả cần ở trước khi mọi người bị đào thải, tìm ra bộ khống chế, tắt nguồn điện của Autobus, mà bộ khống chế giấu ở trong chiếc xe nào đó của bãi đỗ xe. Hỏa ma tính cách nóng nảy giật mình, nói chính là tìm được bộ khống chế tắt Autobus, đúng không? Vương Thái, cậu thấy thế nào? Người khác đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe xong lời này, lập tức ném ánh mắt về phía Trương Nguyên Thanh chương 130, mọi người đều phải chết hai. Muốn xem xem người trẻ tuổi năng lực không tệ, ở trong nhiệm vụ thứ nhất hoàn mỹ hóa giải nguy cơ này có cao kiến gì? Thô bỉ hỏa sư, người cái này lấy ra trung tâm phương thức quả thực thô bạo. Trương Nguyên Thanh tìm từ nói, ở trong công viên trò chơi phiên bản cũ, đào thải là trừ điểm kinh nghiệm, không phải tử vong, nhưng bây giờ độ khó thay đổi thành cấp S, lý giải chính xác của đào thải mỗi một người là, cách mỗi 3 phút sẽ chết một người. Khuôn mặt quyến rũ của Tây Thi biến sắc, chúng ta nhiều nhất chỉ có 18 phút. Xấu hổ làm cha chậm rãi lắc đầu, không, chúng ta tốt nhất đừng chết người trong một cửa ải này, khi vào nhà ma càng nhiều người, xác suất có thể sống sót đi ra càng lớn. Cha già, lời này của ngài thiếu chút nữa đã nói rõ, nhà ma cần vật hy sinh. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, em gái Linh Hy, bãi đỗ xe sẽ phòng ấn kỹ năng của chúng ta không? Tạ Linh Hy nhớ lại một phen, lắc đầu nói, trong phương án vượt bản chưa nói. Hỏa Ma suy nghĩ, đề nghị, vào bãi đỗ xe, mọi người tách ra hành động, như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ tìm ra chìa khóa. Tề Thiên Đại Thánh vội vàng lắc đầu, nơi nguy hiểm như vậy, tách ra hành động chính là chịu chết. Hỏa Ma trừng mắt, khinh thường nói, là chính cậu sợ chết à, đồ vô dụng. Trong mắt Tề Thiên Đại Thánh hiện lên nét giận dữ, nhưng lại kiêng kỵ Hỏa Ma, hừ lạnh nói, dù sao tôi không đề nghị phân tán, tách ra hành động là phương thức tương đối thỏa đáng, nếu trong đội ngũ không có gián điệp, trương nguyên thanh khoát tay cắt đứt đầu mối tranh chấp đề nghị đi vào trước đi điều kiện tiên quyết chế định phương án là có đủ nhiều tin tức hắn dẫn đầu dọc theo đường dốc đi xuống tiến vào bãi đỗ xe ngầm bị ánh đèn trắng lấp đầy đi xuống dốc thoải trương nguyên thanh nhìn quanh bốn phía khóe miệng hung hăng co giật một cái bãi đỗ xe ngầm rất lớn giống với bãi đỗ xe của trung tâm thương mại cỡ lớn phóng mắt nhìn lại từng chiếc xe ngay ngắn có trật tự đỗ ở vị trí kiểu dáng xe rực rỡ muôn màu nóc xe đọng lớp bụi thật dày. Tạ đám người Linh Hy đi theo tiến vào bãi đỗ xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hỏa ma trầm xuống. Xe nhiều như vậy, tìm tới khi nào? Sóng mắt Tây Thi lưu chuyển, trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra nét lo lắng, muốn không tách ra hành động. Nhiều xe như vậy, phải tìm tới khi nào? Người khác không nói chuyện, bởi vì bọn họ đồng thời thu được tiếng phó bản nhắc nhở. Đinh, đội ngũ đã tiến vào bãi đỗ xe ngầm, thể nghiệm bắt đầu, đã bỏ đi vật phẩm dư thừa cho ngài. Nhắc nhở một bộ khống chế. Nhắc nhở 2, chìa khóa xe. Chúc ngài may mắn, đếm ngược, 00, 2 giờ 55. Kỹ năng chủ động lại bị phong ấn rồi. Ô vật phẩm cũng không mở được, đáng chết, lại phong ấn kỹ năng. Vài vị đội viên khẽ biến sắc, nhưng điểm chú ý của Trương Nguyên Thanh cũng là hai cái nhắc nhở. Thế mà có nhắc nhở, trong phương án vượt bản phiên bản cũ cũng không nói một cửa ải này có nhắc nhở nha. Phó bản cấp S sẽ không đưa ra nhắc nhở quá rõ ràng, Cần linh cảnh hành giả tự thân đi quan sát, suy nghĩ, từ trong đó tổng kết quy luật, tìm ra đường sống. Bãi đỗ xe ngầm thế mà đưa ra bộ khống chế cùng chìa khóa hai cái nhắc nhở rõ ràng như vậy, cái này nói rõ tính nguy hiểm rất cao, bằng không linh cảnh không có khả năng đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên thanh thấp giọng nói, "Các vị, tình huống không quá ổn nha." Mọi người ngẩn ra, mới từ trong kinh hoàng kỹ năng bị phong ấn giấy thoát ra, sau khi thưởng thức cẩn thận phó bản nhắc nhở, sắc mặt mỗi người nhất thời chăm chú hẳn lên. Chìa khóa xe hỏa ma vội vàng sao động bước nhanh đi đến trước một chiếc xe mpv gần nhất thử mở cửa xe nhưng cửa xe khóa hắn nghiêng người giật trỏ ý đồ đập vỡ thủy tinh dầm thủy tinh phát ra tiếng vang lớn nhưng chưa vỡ vụn vết nứt cũng không có không đập được như vậy xem ra muốn tìm được bộ khống chế nhất định phải tìm được chìa khóa xe trước hỏa ma nhổ một bãi nước miếng mắng tôi đề nghị tách ra hành động trương nguyên thanh nhìn lướt qua mọi người thấy đều có ý tưởng này liền nói ngay có thể nhưng đừng quá phân tán nhất định phải để bản thân mọi lúc xuất hiện ở trong tầm nhìn của đồng đội thời gian không nhiều mọi người hành động đi đếm ngược tựa như quỷ đòi mạng sáu linh cảnh hành giả không trì hoãn nữa đều tự tìm kiếm ở bãi đỗ xe bãi đỗ xe to như vậy yên tĩnh không tiếng động chỉ có tiếng bước chân của bọn họ trương nguyên thanh cố ý tụt lại phía sau bảo đảm mọi người đều ở trong tầm nhìn lưu ý nhất cử nhất động của đồng đội đồng thời cũng không trì hoãn tìm kiếm chìa khóa xe Nhiệm vụ này có chút không thích hợp, bãi đỗ xe ngầm lớn như vậy, chúng ta không có khả năng ở trong 3 phút tìm được bộ khống chế, toàn diện ở nơi này cũng không có khả năng lắm tìm được. Chương 131, mọi người đều phải chết ba. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Linh Hy bên trái phía trước nằm úp sắp xuống, chui vào gầm xe, vài giây sau vui vẻ hoan hô, em tìm được chìa khóa xe rồi, ở gầm chiếc xe địa hình này. Cô nâng lên cánh tay trắng nõn mịn màng, giơ lên chìa khóa xe đồng thời cô ấn nút mở khóa trên chìa khóa bãi đỗ xe yên tĩnh không tiếng động xe chưa có bất cứ phản ứng gì khuôn mặt nhỏ của tạ linh hy chuyển thành thất vọng đáng thương nói xe không ở gần em thấy thế mọi người tiếp tục tìm kiếm rất nhanh tề thiên đại thánh cao giọng nói tôi tìm được chìa khóa xe rồi hắn ấn cái nút mở khóa bên người tiết tiết hai tiếng đèn chiếu hậu lóe lên mọi người ùa lên mở ra bốn cánh cửa xe từng ánh mắt lục soát bên trong xe một lần Xấu hổ làm cha thất vọng nói, không có gì. Chờ một chút, tạ Linh Hy tinh mắt, nửa thân trên nằm úp sấp vào thùng xe, vỉnh cái mông nhỏ lên, từ dưới chỗ ngồi nhặt ra một tấm thẻ. Đây là một tấm thẻ tính chất kim loại, mặt ngoài quét một tầng sơn vàng, ở giữa vẽ một đầm nước trong suốt. Chăm chú nhìn cái thẻ này, trong mắt mọi người hiện lên một dòng tin tức. Dịch sinh mệnh nén, loại hình, nước thuốc, công năng, chữa trị, giới thiệu, nước thuốc ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ, có thể trị liệu tất cả ngoại thương ghi chú, bởi vì là tiêu hao phẩm, không có bất cứ trả giá gì. Dịch sinh mệnh nén, mắt tây thì sáng lên, tôi nhớ rõ sinh mệnh nguyên dịch là vật phẩm nghề nghiệp nhạc sĩ, không ngờ trong xe có thể tìm được tiêu hao phẩm, mọi người nói trong xe khác có phải cũng có hay không. Nếu như vậy, xác suất bọn họ vượt ải thành công liền tăng lên rất nhiều. Dịch sinh mệnh nén có liên quan với nhạc sĩ sao, mình nhớ rõ nhạc sĩ năng lực giai đoạn siêu phàm là ca hát mà. Trương Nguyên Thanh nhịn xuống xúc động hỏi, dù sao Vương Thái là hành giả có thâm niên từng trải qua rất nhiều linh cảnh, là đồng bạn tin cậy. Nếu để các đồng đội biết nhân vật dẫn đầu đội ngũ, là một tay mơ lần thứ hai tiến linh cảnh, không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Thu lại trước, Trương Nguyên Thanh nhìn đếm ngược, tiếp tục tìm chìa khóa xe, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa. Mọi người một lần nữa phân tán, mau chóng tìm chìa khóa xe. Trương Nguyên Thanh vừa tìm kiếm chìa khóa xe, vừa suy nghĩ. Vừa cho nhắc nhở vừa cho vật phẩm tiêu hao, Trình độ hung hiểm của một cửa ải này chỉ sợ phải vượt qua đoán trước, hung thủ quá nửa cũng có thể cảm nhận ra, hy vọng hắn đừng giết người nữa, tận khả năng bảo toàn tính mạng đồng đội, bằng không nhà ma thực không có cách nào qua. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không tìm được chiếc chìa khóa xe thứ ba nữa, các linh cảnh hành giả càng lúc càng lo âu, bước chân tìm kiếm càng lúc càng vội vàng. Đúng lúc này, Tề Thiên Đại Thánh luôn chú ý đếm ngược kinh hô. Đã đến giờ, ngay sau đó, tiếng gầm hùng hồn của động cơ gừ từ nơi xa truyền đến, trong lòng mọi người run lên, theo tiếng nhìn lại, lối ra bãi đỗ xe ngầm xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Nó cao chừng 2 mét, cả người bao trùm kim loại, có một đôi mắt tỏa sáng màu đỏ, trong tay cầm một cây cưa điện dài ba thước. Mọi người đều phải chết, mọi người đều phải chết, trong loa ở ngực nó quanh quẩn thanh âm điện tử. Transformer, tạ Linh Hy kêu lên, ầm ầm ầm, tiếng động cơ rít gào, lòng bàn chân autobus trượt, gào thét lao qua khoảng cách mấy chục mét, lao như bay về phía mọi người. Tản ra, Trương Nguyên Thanh giống to một tiếng, mọi người tựa như con kỳ bị bowling linh đánh trúng, đổ ảo ra bốn phương tám hướng. Tố chất thân thể tạ linh hy tựa như không bằng mọi người, phản ứng chậm một nhịp, ở trong lúc né tránh bị người máy hút ngã, rên một tiếng, sau lưng va vào thân xe, trước mắt tối sầm, đau không thể đứng dậy. Trong lỗ khí chỗ mắt cá chân autobus phun ra khí thể, hóa giải quán tính, làm ra phanh gấp con người không làm được, giơ lên cưa điện trong tay, ra sức chém xuống. Tiếng mô tô cưa điện vận chuyển, tựa như thần chết lầm bẩm, Cô gái nhỏ bị dọa sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Bịch bịch bịch, trong tiếng bước chân ngắn ngủi gấp gáp, xấu hổ làm cha cúi thấp người, khởi sướng chạy như điên, dùng lưng vai hung hăng hút vào thân thể sắt thép của Autobot. Sức lực có thể hút sập một bức tường của hắn, chỉ hút Autobot lảo đảo một cái. Bốp bốp bốp, cưa điện sát bên cạnh người tạ Linh Hy, chém vào mặt sàn xi măng, cưa điện chuyển động tốc độ cao, cắt ra trên mặt đất một đường nhỏ thật sâu. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng phản ứng lại, cơ bắp hai chân bành trướng, bùng nổ ra tốc độ trước nay chưa từng có, hắn lao tới bên cạnh tạ Linh Hy, túm bả vai cô bé, kéo về phía sau, ném cho Tây Thi phía sau, đồng thời ôm lấy cái tay cầm cưa điện của Autobus, quát. Cùng tiến lên, đoạt lấy vũ khí của nó, chương 132, phương pháp phá cục 1. Tiếng hắn tựa như một tiếng chuông, gõ vang hỏa mà cùng tề thiên đại thánh đang kinh hoàng, hai người đồng thời lao về phía Autobus, hỏa sư nóng nảy húc vào sau lưng Autobot, tề thiên đại thánh thì cùng Trương Nguyên Thanh cầm cưa điện, ý đồ cướp đi. Các người đều phải chết, các người đều phải chết. Trong loa trên ngực Autobot phát ra tuyên ngôn vang dội, xẹt xẹt, tiếng dòng điện truyền đến, cánh tay của Autobot vặn rắc rắc, vùng mạnh lên, hất bay Trương Nguyên Thanh cùng tề thiên đại thánh. Người sau như bao cắt nặng nề rơi xuống đất, ngã thất điên bát đảo. Người trước ở giữa không trung điều chỉnh trọng tâm thân thể, lộn ngược ra sau hai cái hóa giải lực đạo, vững vàng đáp xuống đất. Mộc yêu, gã này là mộc yêu. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức khóa mục tiêu nghề nghiệp của Tề Thiên Đại Thánh. Ở siêu giai đoạn phàm, mộc yêu cấp 2 lại được xưng là vượn gỗ, có thiên phú leo trèo trời sinh, cực kỳ linh hoạt. Vừa rồi một màn giảm bớt lực đó, cũng không phải khí lực cường đại có thể làm ra, cần kỹ xảo đặc thù, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ mộc yêu phù hợp nhất. Dầm dầm dầm, hai nắm tay xấu hổ làm cha như mưa rơi, không ngừng đánh lên thân thể sắt thép của Autobot. Nhưng Autobot chỉ là vùng cánh tay, đã quét hắn bay ra, sau đó cầm theo cưa điện triển khai đuổi giết. Trong nguy cơ, người đàn ông trung niên bề ngoài chất phác biểu hiện ra thiện chiến cùng nhanh nhẹn không hợp với khí chất của hắn, mặt mày ngưng tụ khí chất hung bạo, mượn xe hơi đỗ ở bốn phía, hoặc xung phong hoặc bổ nhào hoặc quay cuồng, né tránh từng lần cưa điện bổ chém. Cực kỳ nguy hiểm, đầy cả nhà mày, hỏa ma hùng hổ chạy lấy đà xung phong, tung người nhảy lên, khép lại hai chân đá vào sau lưng Autobot. Nhưng mà, lòng bàn chân Autobot như hệ thống phanh, thân thể sắt thép run lên, lòng bàn chân không chút nhúc nhích, nhanh chóng quay người, cánh tay nắm cưa điện quét về. Hỏa ma theo bản năng đưa tay cản một lần, phốc, bàn tay phải nháy mắt chia lìa, rơi bịch ở trên mặt đất. Hỏa ma ngay sau đó ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Lúc này, Trương Nguyên Thanh cùng Tề Thiên Đại Thánh lại xông trở về, một người đi lên dây dưa autobus, một người kéo hỏa ma bị thương lui về phía sau. Con con, hai nắm tay Trương Nguyên Thanh đánh lên bộ ngực sắt thép, chỉ cảm thấy đau tới mức xương cốt cũng sắp vỡ ra, một đôi nắm đấm sắt này của mình có thể đánh chết lão hán 80 tuổi, thế mà lại thành tiểu quyền quyền sao. Mục tiêu bị đuổi giết từ một người, biến thành hai người. Trương Nguyên Thanh bằng vào thể trạng của thần dạ du, từng lần một gian nan né tránh công kích chí mạng, vừa nhanh chóng thúc đẩy đầu óc. Đánh không lại, chạy không thoát, cái này căn bản chính là phó bản đoàn diệt, ở dưới tình huống kỹ năng bị phong ấn, sao có khả năng từ dưới tay Autobot sống sót. Nhưng cho dù là linh cảnh cấp S, cũng không có khả năng an bài nhiệm vụ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định có phương pháp phá giải, chỉ là ta còn chưa phát hiện. Nếu có chỗ tránh nạn như miếu sơn thần thì tốt rồi. Trong đầu trương nguyên thanh hiện ra linh quang, cao giọng nói. Vào xe, đi vào trong xe, mọi người ở đây ngẩn ra, tiếp đó tỉnh ngộ lại, tề thiên đại thánh như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng lấy ra chìa khóa xe, ấn nút mở khóa. Phía sau cách mười mấy mét, chiếc xe vừa rồi từng bị mở ra tít tít hai tiếng. Tề thiên đại thánh theo bản năng liền lao qua, chạy vội vài bước, nhớ tới còn có hỏa ma, quay trở về, dìu hắn dậy chạy về phía trong xe. Tạ Linh Hy sắc mặt tái nhợt từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, ấn nút mở khóa, cách mấy mét, một chiếc SUV màu đen phát ra tiếng vang tít tít, đèn chiếu hậu lóe lên. Thì ra ở đây, chị Tây Thi, chúng ta mau đi qua tạ linh hy bất ngờ kêu lên tây thi hướng tới xe chạy vội đi tạ linh hy ôm lưng lảo đảo đi theo không quên quay đầu hô lên bên này bên này cô đi qua trước người đàn ông trung niên cúi người tránh đi cưa điện chém thanh âm trầm thấp thấy trương nguyên thanh có chút do so dự hắn nhíu mày nói thân thủ cậu quá non căn bản không giống linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú tôi nếu đi rồi cậu nhất định phải chết không thể nghi ngờ không thể là nghề nghiệp không am hiểu chiến đấu sao trong lòng Trương Nguyên Thanh không phục giải thích một câu, không cậy mạnh, quay đầu bỏ chạy. Hắn lao về phía SUV, kéo mở cửa hàng ghế sau xe chui vào, thỏ đầu ra, kêu lên. Mau tới, xấu hổ làm cha lập tức bỏ qua autobus, hướng bên này chạy như điên. rầm rầm, trong thân thể autobus phát ra tiếng động cơ cao vút, bánh xe lòng bàn chân đẩy nó tiến lên. chương 133, phương pháp phá cục 2. Cơ thịt trên mặt xấu hổ làm cha căng thẳng, chán nổi gân xanh, chạy tới mức khuôn mặt dữ tợn, nhưng vẫn chạy không nhanh hơn autobus. Trương Nguyên Thanh Hô đổi một bên, hắn đóng mạnh cửa xe, mở ra cửa một bên khác. Xấu hổ làm cha bổ nhào về bên trái, tránh được cưa điện quét ngang đến, vừa lăn vừa bò đến bên kia xe, nhanh chóng chui vào cửa xe. rầm cửa xe khép lại, trong lỗ chỗ mắt cá chân autobus phun ra khí thể, hóa giải quán tính, nó cầm cưa điện đứng ở bên cạnh xe. Giờ khắc này, bốn người trên xe đều nhịn không được nín thở. Cứ như vậy yên tĩnh vượt qua nửa phút, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, nhìn ô tô bớt đứng lặng ở ngoài xe, nhìn chung quanh, cười nói. Xem ra phán đoán của tôi là đúng, Tây Thi vội vàng ném đến ánh mắt sùng bái, cậu thật lợi hại. Không hổ là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, xấu hổ làm cha nhìn hắn một cái, hắn tựa như nhìn ra mình là tân thủ. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, nói, em chỉ là giỏi về quan sát, Tạ Linh Hy chấp đôi mắt long lanh, anh là thám báo. Đương nhiên không phải, mình sao có khả năng là 75 đồng vàng một con mắt. Trương Nguyên Thanh cười mà không nói. Tạ Linh Hy không truy hỏi nữa, dịu dàng nói cảm ơn chú, cảm ơn anh Vương Thái vừa rồi cứu cháu em. Xấu hổ làm cha khẽ gật đầu, chúng ta là đồng bạn, hỗ trợ nhau mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Câu trả lời của Trương Nguyên Thanh thu hoạch cô gái nhỏ cảm kích cùng sùng bái. Autobus bên ngoài còn chưa đi, mấy người trong lúc nhất thời cũng không dám rời khỏi xe, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội nhắm mắt dưỡng thần, nhìn lại một lần chi tiết sau khi tiến vào bãi đỗ xe. Tạ Linh Hy thoạt nhìn không giống nghề nghiệp am hiểu cận chiến, Tây Thi tương đối cầu tạm thời nhìn không ra nghề nghiệp, xác suất hỏa ma là hỏa sư rất lớn, tính cách nóng này có thể ngụy trang, nhưng không có khả năng ngụy trang không chút sơ hở. Xấu hổ làm cha cho mình cảm giác, a, à, có chút giống u hướng vinh nha. Trước đó không nhìn ra nghề nghiệp của chú trung niên, nhưng thông qua vừa rồi chiến đấu, Trương Nguyên Thanh cảm giác được sự hung dữ nồng đậm trên người xấu hổ làm cha, hơn nữa am hiểu cận chiến. Lập tức khiến hắn nhớ tới U Hướng Vinh, hai người cho hắn cảm giác rất tương tự. Hắn nếu là mê hoặc chị yêu, có phải quá ôn hòa rồi hay không? Ừm, U Hướng Vinh lúc ấy tinh thần đã xảy ra vấn đề, không thể coi là tiêu chuẩn cân nhắc. Nếu ông chú là mê hoặc chị yêu, dựa theo tình huống trận doanh đối lập để xem, khả năng hắn là kẻ tà ác rất lớn, sau khi nhiệm vụ kết thúc, mình nên đâm hắn hay không. Muốn vượt qua bãi đỗ xe ngầm, cần nhân thủ tìm kiếm chìa khóa, cùng với hợp sức đối kháng Autobot, dưới tình huống như vậy, khả năng hung thủ đâm người ta giảm đi rất nhiều. Đang nghĩ, hắn nghe thấy tạ Linh Hy vui vẻ nói, ồ, em lại tìm được một tấm thẻ. Đinh, điều kiện của ngài đã đạt thành, gạt bỏ một vị đội viên hay không? Trong 30 giây không làm ra lựa chọn, coi là bỏ qua cơ hội này. Đinh, ngài bỏ qua cơ hội lần này. Trong xe, sức chú ý của mọi người đặt ở trên người tạ Linh Hy, nhìn cô từ trong tấm che nắng của ghế phụ rút ra một tấm thẻ tính chất kim loại. Mặt ngoài sơn vàng, viết một câu, ngài đạt được một lần cơ hội sử dụng đạo cụ, cơ hội sử dụng đạo cụ, Trương Nguyên Thanh thấy Tây Thi, tạ Linh Hy cùng chú Trung Niên mắt hơi tỏa sáng. So sánh với khởi dịch sinh mệnh nén, có thể sử dụng đạo cụ thẻ, có vẻ càng thêm quan trọng. Đạo cụ dùng tốt, có thể giải quyết một cái phiền toái, sinh mệnh nguyên dịch tuy có thể cứu mạng, lại không cách nào hóa giải nguy cơ. Lúc này, Autobot bên ngoài vừa hô to mọi người đều phải chết, vừa không cam lòng trượt đi. Cùng lúc đó, mọi người thấy đếm ngược một lần nữa xuất hiện, nhưng một lần này, thời hạn là 2 phút 40 giây. Rút ngắn 20 giây, chuyện gì vậy, chúng ta mất đi 20 giây. Tây thi chừng to đôi mắt đẹp, Autobot xuất hiện một lần, liền giảm bớt 20 giây. Còn có một loại khả năng khác, tạ Linh Hy phát biểu ý kiến của mình, mở ra một chiếc xe, tổn thất 10 giây bốn người đều trầm mặc, mặc kệ là một loại nào, đều không phải chuyện tốt. sắc mặt tây thì ảm đạm, phó bản cấp s quá khó rồi, tôi đời này cũng không muốn trải qua lần thứ hai nữa. a, à, trên thế giới còn có phó bản trên cấp s không? trương nguyên thanh trong khổ mua vui lẩm bẩm. bốn người mở cửa xe, vừa vặn thấy tề thiên đại thánh diều hỏa ma đi tới. người sau chỗ cổ tay dùng áo ngắn tay làm băng bó đơn giản, nhưng cái này cũng không thể cầm máu hữu hiệu. ở trong mấy phút nấp vào trong xe, máu tươi đã nhuộm đỏ quần hỏa ma hắn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch. Chương 134, rốt cuộc đã chết một. Tình huống anh ta không quá ổn, Tề Thiên đại thánh tới gần mọi người, hướng vết thương ra hiệu một phen. Hỏa Ma thấy hắn không muốn mở miệng, thanh âm suy yếu nói: "Con nhóc, tấm thẻ kia của mày đâu, mau lấy ra cho bố mày." Tạ Linh Hy cao mũi, bản thân tôi phải giữ lại giữ mạng nha, dựa vào cái gì cho anh. Hỏa ma giận dữ, đã biết con nhóc này đang làm bộ làm tịch, mổ ra là biết đứa tâm địa đen tối. Tạ Linh Hy chu mỏ, ấm ức nói, sao anh nói người ta như vậy, người ta còn chưa trưởng thành. Con nhỏ này làm sao vậy, lúc này muốn giảm quân số. Trương Nguyên Thanh nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn hỏa ma. Nhiệm vụ bãi đỗ xe ngầm còn chưa kết thúc, tìm chìa khóa cần nhân thủ, không cứu hỏa ma, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đã chỉ hoãn tiến độ nhiệm vụ, lại khiến đội ngũ giảm quân số. Sau khi suy tư ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh nói không bằng bỏ phiếu đi kết quả bỏ phiếu là trừ tạ linh hy người khác đều bỏ phiếu đồng ý hừ tạ linh hy không tình nguyện nhét thẻ dịch sinh mệnh nén cho hỏa ma đinh kiểm tra được ngài bị thương sử dụng dịch sinh mệnh nén hay không có thẻ kim loại trào ra nước suối hư ảo bao trùm mặt cắt cổ tay của hỏa ma vài giây sau máu thịt tái sinh bàn tay mới từng chút một mọc ra hỏa ma sắc mặt tái nhợt nét mặt tỏa sáng thấy vết thương giải quyết tề thiên đại thánh lập tức nói tôi phát hiện thời gian tìm kiếm chìa khóa ngắn lại chuyện là sao vậy tây thi liền mang trong xe suy đoán báo cho đối phương tề thiên đại thánh nhíu mày hỏa ma ồn ào đáng chết thêm vài lần nữa ottobert kia có phải không đi được hay không giết đến chúng ta đoàn diệt mới thôi lấy độ khó cấp s quá nửa là như thế trương nguyên thanh thở dài một tiếng mọi người nhớ lại chiến lược của ottobert lạnh toát một trận tây thi nuốt ngụm nước bọt vội vàng nói đừng lãng phí thời gian phải vượt ở trước khi tình huống tệ nhất xảy ra, tìm được bộ khống chế, tắt nguồn điện autobus. Tạ Linh Hy nhìn thoáng qua xe cộ rậm rạp, trước mắt, xa xa, còn có ở ngoài tầm mắt, nhíu chặt đôi lông mày tú, sao tìm cho hết được. Lo âu cùng tuyệt vọng dâng lên ở trong lòng mỗi người. Trước tìm chìa khóa lại tìm bộ khống chế, sau vài lần, khoảng cách 3 phút sẽ hao hết. Ai, Trương Nguyên Thanh thở dài, lên tiếng nói, tôi có một phương pháp, nếu có thể làm, hẳn là có thể thành công vượt qua bãi đỗ xe cái gì câu này rơi vào trong lòng các đội viên quả thực là âm thanh của tự nhiên mọi người bỗng nhiên quay đầu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn về phía vương thái nghênh đón ánh mắt nóng rực của các đồng đội trương nguyên thanh nói ra ý nghĩ của mình tôi có một món đạo cụ có thể cuốn lấy autobus cho chúng ta đầy đủ thời gian tìm kiếm bộ khống chế xấu hổ làm cha tây thi và tạ linh hy nhướng mày mà hỏa ma và tề thiên đại thánh vẻ mặt mờ mịt đạo cụ kỹ năng cùng đạo cụ của chúng ta không phải bị phong ấn sao tây thi nở rộ nụ cười gái dịch vụ giải thích vừa rồi chúng tôi ở trong xe đã tìm được một tấm thẻ nội dung bên trên là có thể sử dụng đạo cụ một lần có thể sử dụng đạo cụ hỏa ma và tề thiên đại thánh đầu tiên là vui vẻ sau đó nhíu mày người sau thăm dò nói cậu là nói cậu muốn sử dụng đạo cụ một mình đối kháng bất kia kéo dài thời gian cho chúng tôi hỏa ma nhớ lại bất hung hãn vội vàng lắc đầu đề nghị này không đáng tin trừ phi chủ động kỹ năng giải phong phối hợp đạo cụ như vậy có lẽ có thể đối kháng với tên người máy kia một lần này tạ linh hy cũng đồng ý hỏa ma yếu ớt nói anh vương thái như vậy rất nguy hiểm chúng ta đều là linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm đạo cụ có thể tiếp xúc đến nhắm chừng đều ở tầng cấp này đạo cụ phẩm chất siêu phàm thật sự có thể giải quyết auto bớt sao đạo cụ lấy chủng loại phân chia không lấy cấp bậc phân chia nhưng các linh cảnh hành giả biết cấp bậc là thuộc tính ẩn đạo cụ giai đoạn siêu phàm đạt được, phần lớn thuộc về tầng cấp này. Xấu hổ làm cha thản nhiên nói, ý tưởng này rất mạo hiểm, nếu một món đạo cụ có thể thoải mái giải quyết nguy hiểm, như vậy trong xe sẽ không xuất hiện tấm thẻ này. Hắn đang nhắc nhở Trương Nguyên Thanh, đừng đánh giá sai tình thế, lãng phí vô ích một tấm thẻ, nhiệm vụ cấp S, sao có thể đơn giản như thế. Hiển nhiên, các đội viên đều cảm thấy ý tưởng của Vương Thái không đáng tin, nhưng căn cứ vào uy vọng Trương Nguyên Thanh một tay đánh ra, mọi người chỉ là phản bác, chưa kiên quyết phản đối. Đạo cụ bình thường đương nhiên không được, nhưng đạo cụ loại quy tắc nhất định có thể. Đối mặt các đồng đội không tín nhiệm, Trương Nguyên Thanh biết rõ năng lực của giày khiêu vũ màu đỏ mỉm cười. Làm linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, các người thế mà hoài nghi sức phán đoán của tôi. Chớ quên, mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng, tôi sao có thể lấy tính mạng mình ra giỡn. Trương 135, rốt cuộc đã chết hai. Vẻ mặt hắn tràn ngập tự tin, giọng điệu hắn vô cùng chấn định. Lúc này, biểu hiện nhất quán tới nay của Vương Thái tạo ra tác dụng, các đội viên nhíu mày không nói, tuy vẫn không quá tin tưởng, nhưng cũng không phản đối. Chủ yếu cũng là bọn họ hoặc là không có đạo cụ, hoặc là không có đạo cụ đối địch mạnh mẽ. Xấu hổ làm cha cũng không nói chuyện nữa, cái gì kinh nghiệm phong phú tạm không nói, nửa câu sau hắn tán thành. Trương Nguyên Thanh, thời gian có hạn, mọi người mau tìm chìa khóa xe. Sáu linh cảnh hành giả nhanh chóng bắt đầu hành động, trong thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thanh tìm được hai cái chìa khóa xe, Tây Thi tìm được một cái, Tề Thiên Đại Thánh tìm được một cái, Tạ Linh Hy lại tìm được một cái. Bọn họ đều tự tìm kiếm được xe đối ứng, mở khóa xem xét, trừ trong xe của cô bé có một tấm thẻ kim loại, những người khác không có bất cứ thu hoạch gì. Tấm thẻ đó của Tạ Linh Hy nội dung là, ngài có một lần cơ hội rời đi thù hận. Đáng tiếc xe của bãi đỗ xe không thể điều khiển, Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ, chợt nghe một tiếng động cơ cao vút từ nơi xa truyền đến mọi người tựa như hư hoang kinh hãi nhạy bén duỗi cổ theo tiếng nhìn lại cửa vào bãi đỗ xe ngầm ô tô bớt cao 2 mét một lần nữa xuất hiện nó cầm cưa điện hai mắt toát ra ánh sáng màu đỏ microphone ở ngực hô lớn đều phải chết tây thi thét to vương thái người khác luống cuống tay chân chạy tới trước cùng một chiếc xe mở cửa xe nhưng chưa lập tức chui vào trong xe lánh nạn mà là mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía trương nguyên thanh trương nguyên thanh từ trong túi rút ra thẻ kim loại đinh ngài muốn sử dụng thẻ kích hoạt ô vật phẩm hay không có ngay sau đó hắn một lần nữa cảm ứng được ô vật phẩm tồn tại nhanh chóng mở ra triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ một vệt ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm lướt ra linh động uốn lượn ở trước mặt chủ nhân vô dụng ngưng tụ thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ cốp cốp giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh hơn nữa tinh xảo nhanh chóng vòng quanh chương nguyên thanh một vòng tư thái cất bước lục thân bất nhận lại có vài phần hoạt bát tựa như rất vui vẻ mình có thể đi ra khiêu vũ nhưng ở trong mắt đám người tạ Linh Hy, một màn này có chút kinh hãi. Giày khiêu vũ, một đôi giày khiêu vũ có thể tự mình hành động. Không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ nhìn giày khiêu vũ màu đỏ, theo bản năng cảm giác được một cảm giác mát lạnh cùng sợ hãi, không có lý do, chỉ là trực giác. Ai, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng nó. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, thật ra ở lúc nhìn thấy tấm thẻ kia, phản ứng đầu tiên của hắn là nhà ma ổn rồi. Linh trong nhà ma đáng sợ nữa, trung quy là Linh, chay phục ma ẩn chứa thần lực mặt trời, lại có một nửa dương phách của nương nương, là khắc tinh của tất cả âm vật. Chờ vào nhà ma, hắn liền lấy ra chảy phục ma, dưới mặt trời, cô dâu kia kia cho dù đói khát nữa, cũng phải ngã ngồi xuống đất, dưng dưng nước nở quan nhân đừng mà. Đáng tiếc, giải quyết khốn cảnh trước mắt mới là hàng đầu, bãi đỗ xe ngầm một cửa này ải không phức tạp, nhưng quá khó rồi. Mặt khác, sử dụng giày khiêu vũ màu đỏ còn có một chỗ tốt, đó chính là kinh sợ hung thủ. Nếu hung thủ không quan tâm gạt bỏ hắn, một khi xuất hiện loại tình huống xấu nhất này, giày khiêu vũ màu đỏ mất đi chủ nhân sẽ trở về trạng thái lúc ban đầu, truy đuổi mỗi một vị linh cảnh hành giả ở đây. Mọi người cùng chết, nhìn autobus gào thét mà tới, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói. Đi thôi, giày khiêu vũ màu đỏ lướt đi, hai luồng ánh sáng màu đỏ âm u mau lẹ như điện, đánh vào ngực autobus, vang to rầm rầm, autobus sắt thép lấy khí thế như sấm sét lao như bay, thế mà bị va đập ngừng lại, trượt về sau biên độ nhỏ. Thế này còn chưa xong, giày khiêu vũ màu đỏ đạp một phát autobus dừng lại, triển khai dẫm đạp càng thêm dày đặc, mỗi một cú đạp đều đạp thân thể máy móc kịch liệt chấn động, lảo đảo. Hoàn Mỹ áp chế được autobus hành động, autobus phẫn nộ vung cưa điện, nhưng vũ khí có thể chém nứt vàng đá, căn bản không thể chạm đến giày khiêu vũ màu đỏ, đôi giày này tựa như không tồn tại ở hiện thực. Duy nhất làm người ta tiếc nuối là, thân thể autobus không thể phá vỡ, giày khiêu vũ màu đỏ cũng không làm gì được. Nhưng ở trong mắt đám người hỏa ma Tây Thi, đây quả thực là một màn tốt đẹp nhất trên đời. Đây là đạo cụ gì, đây là đạo cụ gì? Hỏa ma vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, trong mắt lóe ra sự thèm nhỏ rãi. Trái tim treo lên của đám người Tây Thi cùng tạ Linh Hy rốt cuộc thả xuống, ánh mắt nhìn giày khiêu vũ màu đỏ hoặc nhiều hoặc ít đều có hâm mộ, khát vọng. Căn cứ vào tính khan hiếm của đạo cụ, linh cảnh hành giả đối với đạo cụ mạnh mẽ có sự khát vọng cùng tham lam đóng dấu ở trong gen chương 136, sốt cuộc đã chết ba. Đừng vào xe, nhanh đi tìm chìa khóa. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng hô, không quên bổ sung một câu, đôi giày này của tôi trả giá là, trong một giờ không thu về ô vật phẩm, nó sẽ giết người không phân biệt. Đám người hỏa ma hơi biến sắc, chút tham lam kia trong lòng nháy mắt biến mất, không dám chỉ hoãn nữa, nhanh chóng mở ra siêu tầm. Tề thiên đại thánh lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú giày khiêu vũ màu đỏ, nghĩ đến trả giá của nó, lớn tiếng nhắc nhở vương thái cậu nhưng chết đấy hắn chết rồi đôi giày này chính là một cái nguy hiểm khác nguy hiểm thật lớn trong thời gian sau đó giày khiêu vũ màu đỏ bắt đầu gánh vác trọng trách ngăn chặn autobus lần lượt thay bọn họ cản lại nguy cơ rốt cuộc sau nửa giờ không ngừng nghỉ tìm kiếm tạ linh hy từ trong một chiếc xe thể thao đã tìm được bộ khống chế có phải cái này hay không có phải cái này hay không cô gái nhỏ vẫn hết sức hô lớn con nhỏ này vận may cũng quá tốt rồi nhỉ Mọi người ngừng lại công việc trong tay, đều bùng nổ ra tốc độ trước nay chưa từng có, hướng về cô bé tụ lại. Trong tay cô là một vật kim loại màu đen dài dài, tương tự với điện thoại di động lớn kiểu cũ ngày xưa, đỉnh chóp có một dây anten, giữa cái điện thoại di động lớn là một cái nút màu đỏ. Thử một lần, hỏa ma thúc giục, tạ Linh Hy nhìn Trương Nguyên Thanh, thấy hắn gật đầu, lập tức ấn cái nút màu đỏ.